Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 225. Những lời này của Diệp Huyên khiến sắc mặt Thị Ly trở nên kỳ lạ. Dường như người này không có bao nhiêu tôn trọng thành cho chủ nhân bút đại đạo thì phải. Chẳng lẽ thân thiết với nhau lắm? Thế là Thị Ly không hỏi nữa. Một hồi sau, hai người đi đến trước một tòa thành cổ. Muốn đến nội vực thì phải dùng truyền tống trận. Bằng không thì cho dù là hai người họ cũng phải mất mấy tháng trời mới đến được. Bởi vì cổ hoang thật sự quá khổng lồ. Bước vào truyền tống trận rồi, Thị Ly cười hỏi, Diệp công tử là kiếm tu. Diệp Huyên gật đầu, phải. Thị Ly, vậy ngươi có biết về nhà họ cô không? Diệp Huyên lắc đầu. Thị Ly liếc nhìn, không biết ư. Nhà họ cô là một trong 10 thế lực lớn, lại còn chủ tu kiếm. Diệp Huyên nhìn sang, chủ tu kiếm. Thị Ly gật đầu, chính xác. Kiếm tu. Diệp Huyên thì thầm, vậy phải chiêm ngưỡng thử mới được. Thị Ly cười, sẽ có cơ hội. Diệp Huyên gật đầu, Thị Ly cô nương, có chuyện này ta rất tò mò. Thị Ly, là gì? Diệp Huyên, mâu thuẫn hiện nay giữa vũ trụ thứ nguyên và vũ trụ song song có lớn không? Thị Ly gật đầu, rất lớn. Hai bên đều căm hận nhau. Tuy có hợp tác nhưng cũng chỉ được thứ mà bản thân mong muốn, còn nhìn rộng ra thì hai vũ trụ ghét nhau đến tận xương tủy. Diệp Huyên hạ giọng, nói cách khác, nếu không có hiệp ước kia thì hai vũ trụ không thể hòa bình được như hôm nay. Thị Ly cười nói, chính xác. Diệp Huyên khẽ gật rồi không nói gì thêm. Thị Ly lên tiếng, đến rồi. Vừa dứt lời, một chùm sáng trắng xuất hiện trước mặt. Họ đi xuyên qua nó rồi hiện ra ở một quảng trường. Diệp Huyên nhìn bốn phía, thánh thành đây sao? Thị Ly lắc đầu cười, là thị tộc, ngươi đi theo ta rồi đợi ta xử lý chút chuyện. Diệp Huyên gật đầu, được. Thị Ly cất bước đi, Diệp Huyên vội đuổi theo. Trên đường đi, hắn nhận ra có rất nhiều người đang hành lễ với nàng ta. Không lâu sau, Thị Ly dẫn hắn đến một tòa đại điện, xoay người lại cười nói, ngươi ở đây nghỉ ngơi trước. Đợi ta. Diệp Huyên gật đầu, được. Thị Ly nói rồi thì rời đi. Diệp Huyên không đi vào mà tò mò quan sát bốn phía. Phải công nhận thị tộc này rất mạnh, bởi hắn đã cảm nhận được ít nhất 100 luồng khí tức kinh khủng. Chưa nói đến có một vài luồng thần thức cố ý vô tình mà dò xét hắn. Nếu hắn không đi cùng Thị Ly thì e rằng đã bị đánh hội đồng rồi. Đúng là cường giả như mây. Diệp Huyên lắc đầu thở dài. Xem ra con đường Quan Huyên Thành phải đi còn dài lắm. Lúc này, một người thanh niên từ cạnh bên đi tới. Diệp Huyên nhìn sang, thấy người này dung mạo thanh tú, còn pha chút non nớt, có mấy phần tương tự Thị Ly. Hắn ta đi đến, mỉm cười hỏi, là Diệp công tử sao? Diệp Huyên đáp, đúng vậy. Thanh niên cười, ta tên Thị Thiên, đệ đệ của Thị Ly. Lần này cũng sẽ đi thánh thành. Diệp Huyên cong môi, chào Thị Thiên huynh, rất vui được gặp mặt. Thị Thiên, nghe tỷ tỷ nói Diệp huynh là kiếm tu. Diệp Huyên gật đầu. Thị Thiên cười, vậy thì thật tốt quá. Ta có quen cô Diệp huynh từ cô tộc, cũng là một kiếm tu, ta sẽ giới thiệu cho hai người làm quen. Diệp Huyên gật đầu, tốt. Thị Thiên bỗng hỏi, Diệp huynh là người đàn ông đầu tiên tỷ tỷ đưa về tộc đấy. Diệp Huyên thoáng ngẩn ra, ta và Thị Ly cô nương chỉ là bạn thôi. Thị Thiên cười, ta hiểu mà, chuyện tình yêu thế là bình thường mà. Diệp Huyên im lặng. Tên nhãi này chưa bị đánh bao giờ đúng không? Chờ Thị Ly đi đến, nhìn Thị Thiên, người không nói bậy gì đấy chứ? Thị Thiên đáp ngay, không có ạ. Diệp Huyên nhìn mà lắc đầu cười, xem ra tên này có phần sợ Thị Ly. Thị Ly, chúng ta đi thôi. Ba người lên đường đến Thánh Thành. Mấy giờ sau đã đến. Đây là lần đầu tiên Diệp Huyên đến nơi này, thấy nó thật ra cũng không lớn là bao nhưng lại vô cùng cổ kính, còn lẫn một tia im ắng. Trước cổng thành có dựng một pho tượng, tượng của cổ thiên đế. Đó là một người đàn ông trung niên trong bộ trường bào xám mộc mạc, mắt nhìn chân trời, trên người không có gì nổi bật, trông chỉ như một người bình thường. Diệp Huyên không khỏi kinh ngạc. Bởi pho tượng này không giống với cổ thiên đế trong tưởng tượng của hắn. Thị Ly và Thị Thiên đi đến cung kính hành lễ với tượng. Sau đó Thị Ly đi đến cổng thành, có một ông lão đứng đó,
thân hình gầy còm, tay cầm tẩu thuốc. Thị Ly khẽ thi lễ, lão Trịnh. Ông lão nói, vào đi. Thị Ly lại thi lễ rồi đi vào thành. Thị Thiên đi đến, ông lão cũng nhìn hắn ta rồi cho vào. Đến lượt Diệp Huyên bước tới. Ông lão chăm chú nhìn hắn một hồi lâu. Diệp Huyên chớp mắt, chào lão Trịnh. Ông ta vẫn không hé răng. Diệp Huyên nghĩ nghĩ một hồi, vậy ta vào nhé. Không một lời hồi đáp. Thế là Diệp Huyên mặc kệ, nhấc chân vào thành. Lão Trịnh không hề ngăn cản. Đợi ba người đi rồi, ông ta mới nhìn về phía tượng cổ thiên đế, thì thầm, hắn không vái ngươi. Ngươi từng nói, ở vũ trụ song song, phàm người nào không vái ngươi tức là đế giả đời tiếp theo. Nhưng cái tên đó trông không đáng tin chút nào. Vào thành rồi, Diệp Huyên mới phát hiện bên trong không có bất kỳ kiến trúc nào, trống hơ trống hoác. Thị Ly dẫn hắn và Thị Thiên đi tiếp. Một hồi sau, họ dừng lại trước một quảng trường, nơi có một chiếc quan tài hết sức bình thường đặt tại đó. Quan tài. Diệp Huyên nhìn nhìn, phát hiện dường như nó có sức mạnh bí ẩn gì đó ngăn chặn, khiến hắn không thể nhìn thấu. Lại thấy Thị Ly và Thị Thiên cung kính thi lễ. Thị Ly nhìn quan tài của cổ thiên đế, khẽ nói, hy vọng thị tộc ta cũng có thể sinh ra một thiên tài tuyệt thế, đội trời lập đất như vậy. Thị Thiên đứng kế bên gật gù, tỷ tỷ cố lên, đệ tin tỷ làm được. Diệp Huyên. Bị tỷ tỷ trừng mắt, Thị Thiên cười he he. Thị Ly quay sang hỏi Diệp Huyên, ngươi không vái à? Thị Thiên im lặng nhìn theo. Diệp Huyên cười, ta thấy chỉ cần kính trong lòng là được, cần gì phải câu nệ hình thức. Thị Ly giơ ngón cái, không hổ là phần tử tri thức, ăn nói rất mạch lạc. Diệp Huyên lắc đầu cười. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đúng lúc, một giọng nói vang lên, Thị Ly. Nàng ta nhìn lại, thấy một người thanh niên mặc trường bào đen, tay cầm kiếm đang chạy đến. Là kiếm tu, thấy y, Thị Ly khẽ mỉm cười, cô Diệp, người kia đi đến, cười nói với nàng ta đợi muội mãi. Thị Ly gật đầu, điềm tĩnh hỏi, có thêm bao nhiêu người đến? Cô Diệp, đã được hơn phân nửa, tất cả đều tập trung ở đế điện. Thị Ly gật đầu rồi xoay người nhìn Diệp Huyên, cô Diệp, giới thiệu với huynh, đây là Diệp huynh đến từ Quan Huyên Thành, cũng là kiếm tu. Cô Diệp nghe vậy thì nhìn theo, kiếm tu. Diệp Huyên cười đáp, đúng vậy, hân hạnh, cô huynh. Cô Diệp liếc liếc rồi gật đầu, đoạn lại nói với Thị Ly, chúng ta đến đế điện thôi. Thị Ly gật đầu, cười nói với Diệp Huyên, đi thôi Diệp công tử. Diệp Huyên cười đáp, được. Cô Diệp lại liếc hắn một cái, sau đó mọi người mới đi đến đế điện. Trên đường đi, Thị Thiên kéo tay áo Diệp Huyên, dùng huyền khí truyền âm, Diệp huynh, vị này là thế tử cô tộc, đang theo đuổi tỷ tỷ ta, huynh phải đề phòng đấy. Diệp Huyên nhìn hắn ta, lắc đầu cười. Hắn thật sự không có ý gì với Thị Ly cả. Một hồi sau, bọn họ đến đế điện. Trông xoa hoa khí phái vô cùng. Thị Ly cười nói, nơi này do Diệp tộc đời sau xây dựng, bên trong có ghi chép lại một số việc trong đời cổ thiên đế. Diệp Huyên hỏi, người Diệp tộc có đến không? Thị Ly lắc đầu, không. Diệp Huyên tò mò, vì sao? Thị Ly cười, Diệp đế khi xưa từng nói, nhà họ Diệp chưa sinh ra đế sẽ không vào thánh thành. Diệp Huyên im lặng. Có thể thấy cho dù bị cổ thiên đế lấn lướt nhưng Diệp tộc vẫn không cam lòng, muốn lấy lại danh dự. Thị Ly tiếp tục, nhưng chúng ta sẽ gặp người Diệp tộc khi đến vũ trụ thứ nguyên. Không biết họ sẽ phái ai dẫn đầu bên ấy. Diệp Huyên, dẫn đầu. Thị Ly gật đầu, mỗi một lần so tài với vũ trụ thứ nguyên đều do Diệp tộc lãnh đạo. Nhưng bọn họ có quá nhiều thiên tài, chúng ta cũng không biết ai sẽ được phái đến. Diệp Huyên, có ai cực kỳ xuất chúng không? Thị Ly nhìn hắn, ai cũng xuất chúng. Diệp Huyên. Thị Thiên cười, Diệp Huynh muốn hỏi là có người nào một mình đứng trên tất cả đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Thị Thiên hạ giọng, có chứ, nhưng vô cùng bí ẩn, chưa xuất hiện bao giờ. Thiên tài của các đại gia tộc lúc nào cũng bí ẩn cả, bởi vì bình thường ai nấy đều hòa thuận, chỉ có khi đánh với vũ trụ thứ nguyên thì họ mới ra mặt, nghiêm túc vô cùng. Diệp Huyên, vậy là cổ hoang hiện giờ cũng đoàn kết nhỉ? Thị Ly cười, cũng không hẳn, lúc nào cũng tồn tại chuyện tranh đoạt ngầm cả.
Như tiên tộc không phải trước kia cũng lấy mất mỏ thứ nguyên của thị tộc ta sao? Chỉ là khi đối mặt với vũ trụ thứ nguyên thì mọi người sẽ đoàn kết lại, bởi vì họ biết bên đó mới là kẻ thù lớn nhất. Diệp Huyên gật gù, còn muốn hỏi tiếp thì nghe cô Diệp nói, người hỏi hơi bị nhiều rồi đấy. Diệp Huyên nhìn gã, liên quan đếch gì đến ngươi? Mọi người. Nghe Diệp Huyên nói vậy, cô Diệp thoáng ngẩn ra, sau đó nheo mắt lại, ngươi nói lại thử xem. Diệp Huyên cười, liên quan đếch gì đến ngươi? Cô Diệp siết chặt tay phải, thanh kiếm run lên, tỏa ra kiếm thế khủng bố bao trùm Diệp Huyên. Nhưng hắn vẫn bình chân như vậy. Thị Ly chợt cao giọng, cô Diệp. Gã quay phát sang nàng ta, hắn nhục mạ ta. Thị Ly hạ giọng, hắn là bạn của ta, hỏi ta vài câu cũng không có gì quá đáng chứ. Cô Diệp trợn mắt, hắn là bạn của muội, vậy ta là gì? Câu hỏi này khiến chân mày Thị Ly nhíu lại. Sắc mặt cô Diệp lạnh đi, Thị Ly, đừng nói ta không nể mặt muội. Kẻ này nhục mạ ta tức là đang nhục mạ cô ra. Diệp Huyên bỗng xen vào, có phải cô Diệp huynh thấy ta thân thiết với Thị Ly cô nương nên mới không vừa mắt, muốn gây sự với ta? Cô Diệp nghe vậy thì ngẩn ra, giận dữ quát lên, người nói nhăng nói cuội gì hả? Ngươi! Diệp Huyên chớp mắt, chúng tim đen rồi chứ gì? Cô Diệp phẫn nộ rút kiếm ra chỉ vào mặt hắn, ta khiêu chiến ngươi. Khiêu chiến sinh tử. Diệp Huyên thở dài, cô Diệp huynh, ta và Thị Ly cô nương chỉ là bạn bè bình thường, ngươi không cần phải ghen tuông như vậy. Đoạn nhìn sang Thị Ly, cười nói, và lại, nếu ta có đang theo đuổi Thị Ly cô nương thì ngươi cũng nên vui mừng mới phải. Nàng giỏi giang như vậy, được nhiều người theo đuổi không phải là lẽ thường tình sao? Thị Ly nghe vậy thì liếc mắt sang, không nói gì. Sắc mặt cô Diệp càng trở nên xấu xí, ta khiêu chiến ngươi. Ngươi! Diệp Huyên ngắt lời y, ta thấy khiêu chiến như vậy quá vô nghĩa. Rồi hắn nói với Thị Ly, xin lỗi, ta không ngờ lại gây phiền toái cho cô nương. Bằng không thì, ta đi. Thị Ly điềm tĩnh đáp, đi cái gì? Ngươi đã làm gì sai mà phải đi? Sau đó quay sang cô Diệp, Diệp công tử là bạn của ta, do ta dẫn đến. Nếu ngươi không vừa mắt hắn thì có thể nói chuyện trực tiếp với ta. Sau đó nói với Diệp Huyên, chúng ta đi. Diệp Huyên chần chừ trước khi gật đầu, nghe cô vậy. Sau đó hai người cất bước vào đế điện. Thị Thiên nhìn theo, thầm khen ngợi, ngầu dữ. Sắc mặt cô Diệp đã xấu xí đến tột độ. Đến bây giờ gã vẫn không giải thích được. Chuyện quái gì thế này? Ở nơi xa, Thị Ly đã dẫn Diệp Huyên bước vào đế điện. Nàng ta nhìn hắn, nói, xin lỗi ngươi. Diệp Huyên cười, xin lỗi cái gì? Thị Ly, ta không ngờ gã sẽ nhằm vào ngươi. Diệp Huyên lắc đầu cười, ta không giận. Thị Ly, vì sao? Diệp Huyên, sở dĩ gã gây hấn với ta là vì cho rằng quan hệ giữa chúng ta không bình thường. Đàn ông ghen là chuyện thường tình, Thị Ly cô nương cũng đừng tức giận. Gã làm vậy là vì quá yêu thích cô, không muốn thấy bên cạnh cô có người đàn ông nào khác. Đương nhiên cách gã làm lại sai hoàn toàn, một người tài giỏi như cô nương đáng lẽ phải có nhiều chàng trai ưu tú theo đuổi mới phải. Thị Ly buông tiếng thở dài, gã đã gây hấn với ngươi mà ngươi vẫn nói đỡ cho. Diệp Huyên bật cười, không phải nói đỡ, ta chỉ không muốn khiến cô khó xử mà thôi. Thị Ly, vì sao lại nói vậy? Diệp Huyên, nếu ta đoán không sai thì nhà họ cô và thị tộc có giao hảo, trưởng bối hai bên muốn tác hợp cho cô và gã, đúng không? Thị Ly gật đầu. Diệp Huyên, vậy nên cho dù không thích cô Diệp công tử nhưng cô vẫn phải nể mặt trưởng bối bên kia. Thị Ly im lặng nhìn hắn. Diệp Huyên khẽ cười, thị tộc là gia tộc lớn, nội đấu không phải việc người ngoài có thể hiểu. Cô lại là phận nữ nhi, để sinh tồn, thậm chí là đi đến vị trí như hôm nay đã phải chịu biết bao gian khổ. Thị Ly cong môi, Diệp công tử, ngươi là người tốt với tấm lòng lương thiện, nhưng lương thiện lại không phải thứ tốt ở cổ hoang tàn khốc này. Nàng ta nhìn về phía xa, đến nơi rồi. Đế điện. Họ bước vào, thấy bên trong đã có ba người ngồi sẵn. Hai nam một nữ. Vị trí rất xa, cho thấy cũng không quen thuộc gì lắm. Thấy Thị Ly đi vào, họ nhìn sang rồi khẽ gật đầu chào hỏi. Thị Ly đi đến, cười nói, Vũ Phong huynh, Dạ Lăng huynh, Văn Nhân Mộng muội muội,
lâu rồi không gặp. Cô gái tên Văn Nhân mộng nhoẻn cười, Thị Ly, mau đến ngồi. Thị Ly đi đến ngồi xuống cạnh nàng ấy, sau đó như nghĩ đến điều gì mà quay lại nói với Diệp Huyên, giới thiệu với ba vị, đây là Diệp Huyên huynh đến từ Quan Huyên Thành. Văn Nhân mộng nhìn Diệp Huyên, danh tiếng Diệp công tử gần đây như sấm bên tai. Hiển nhiên ai cũng biết chuyện Vô Biên chủ giúp Quan Huyên Thành trấn áp Tiêu tộc. Đệ tử của 9 gia tộc lớn đều nhận được lệnh không được trêu vào tòa thành đó. Ngươi là Diệp Huyên của Quan Huyên Thành. Bỗng có một giọng nói truyền đến từ cửa. Diệp Huyên quay lại, thấy không ai khác ngoài cô Diệp. Hắn cười, chính xác. Cô Diệp trừng trừng nhìn hắn, không nói lời nào. Diệp Huyên cười khẩy rồi ngồi xuống cạnh Thị Ly. Thấy vậy, sắc mặt cô Diệp lại càng đen đi mấy phần. Văn Nhân mộng liếc nhìn y, khóe môi cong cong, xem ra tâm tình cô Diệp huynh không được tốt. Cô Diệp mang gương mặt vô cảm đi đến ngồi xuống một bên, nhắm mắt lại. Văn Nhân mộng khẽ cười đoạn hỏi Diệp Huyên, Diệp công tử cũng là kiếm tu. Hắn đáp, đúng vậy. Văn Nhân mộng chớp mắt, cô Diệp huynh cũng là kiếm tu đấy. Diệp Huyên liếc nhìn nàng ấy, mộng cô nương muốn nói gì? Văn Nhân mộng ra vẻ chân thành, Diệp Huyên là kiếm tu đến từ nơi khác, cô Diệp huynh là kiếm tu ở cổ hoang, hai vị không muốn so tài sao? Lời này khiến chân mày Thị Ly nhăn lại. Văn Nhân mộng này có âm mưu. Cô Diệp đang ngồi chợt mở mắt ra, ta sẵn sàng phụng bồi. Văn Nhân mộng nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử thì sao? Diệp Huyên liếc lại, cười hỏi, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, đúng không mộng cô nương? Văn Nhân mộng gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên, đã vậy thì cô nương cứ gây chuyện với ta là thế nào? Ta chưa làm gì có lỗi với cô nương chứ nhỉ? Văn Nhân mộng ra vẻ vô tội, Diệp công tử hiểu lầm rồi. Ta chỉ muốn xem hai kiếm tu so tài mà thôi, không có ý gây sự với công tử. Nếu công tử cảm thấy mình bị tấn công thì cho ta xin lỗi. Thị Ly chợt mở miệng, mộng cô nương có hồn ước với thế tử Tiêu Vân của Tiêu tộc. Tiêu tộc. Diệp Huyên thấp giọng cười, ra là thế. Sau đó đi đến, nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp của Văn Nhân mộng, Tiêu tộc suýt chút diệt tộc, Văn Nhân tộc có muốn nếm thử không? Hắn không lớn tiếng nhưng ai cũng nghe thấy. Nhiệt độ không khí chợt hạ xuống mức thấp nhất. Nụ cười của Văn Nhân mộng biến mất, chỉ còn đôi mắt chằm chằm nhìn hắn. Diệp Huyên cong môi, mộng cô nương không tin thì có thể gật đầu thử. Văn Nhân mộng không dám nói gì, càng không dám gật đầu. Diệp Huyên thu lại nụ cười, cúi người ghé vào bên tai nàng ấy, đừng có giả dạng ngây thơ vô tội trước mặt ta, không có hiệu quả đâu, nghe chưa? Cô Diệp ngồi bên kia bất thình lình vỗ bàn bật dậy, Diệp Huyên. Đừng tưởng có Vô Biên chủ chống lưng là muốn làm gì thì làm. Đây là cổ hoang, ngươi. Diệp Huyên xoay người, biến mất tại chỗ. Cô Diệp biến sắc, vừa định rút kiếm thì đã bị một thanh kiếm đâm vào trán. Phập. Máu tươi phun ra từ sau gáy y. Cô Diệp đứng hình. Những người khác cũng vậy. Diệp Huyên nhìn gã, lạnh nhạt hỏi, ta nể nang ngươi quá rồi đúng không? Cô Diệp kinh hãi nhìn hắn, ngươi. Đúng lúc này, một cái bóng mờ xuất hiện trước mặt gã, dần ngưng tụ thành một ông lão áo đen cầm kiếm. Thấy Diệp Huyên nhìn mình, ông ta ôm quyền, xin Diệp công tử hạ thủ lưu tình. Diệp Huyên lạnh lùng hỏi lại, cô Diệp của cô ra các ngươi 5 lần 7 lượt khiêu khích ta, vì sao ta lại phải nương tay? Ông muốn thì cũng phải, giải thích với ta chứ. Sắc mặt ông lão trở nên khó coi, cô ra ta không có ác ý với Diệp công tử, chúng ta. Diệp Huyên chỉ khoát tay, đừng nói mấy lời sáo rỗng, làm gì thực tế đi. Thực tế. Ông lão ngẩn ra, đoạn vươn tay đẩy một chiếc nhẫn chứa đồ sang cho Diệp Huyên. Bên trong có 5 viên tinh vương. 5 viên. Diệp Huyên đanh mặt, ông cho ta là hạng người gì? Ông lão chần chừ rồi lại đẩy chiếc nhẫn thứ hai tới. Bên trong cũng có 5 viên tinh vương. Diệp Huyên thu 2 chiếc nhẫn vào, vừa mở miệng thì nghe cô Diệp giống lên, không công bằng. Ngươi đánh lén ta, có ngon thì đánh một trận công bằng. Mọi người. Diệp Huyên nhìn cô Diệp rồi nhìn ông lão, về nói tộc trưởng của mấy người sinh đứa khác đi, ta thấy tên này hỏng rồi. Ông lão, nó không phải thế tử cô ra, lần này chỉ muốn để nó ra ngoài học hỏi, không ngờ lại khiến Diệp công tử chê cười.
Xin cáo từ. Ông ta chộp lấy vai cô Diệp, đang muốn đưa gã đi thì lại nghe gã hét lên, ta không phục. Diệp Huyên, người có bản lĩnh thì đánh một trận công bằng với ta. Thứ không biết võ đức, dám đánh lén. Ông lão tức đến phát run, nói, Diệp công tử muốn giết cứ giết, lão phu mặc kệ. Sau đó lão còn nhìn Diệp Huyên, nhưng trả Tinh Vương lại trước được không? Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn cô Diệp, khe khẽ lắc đầu. Nhìn gã không khác gì một tên thiểu năng, chẳng trách sao lại bị Thị Ly xem thường. Thị Ly đứng bên bỗng nói, tiền bối đưa gã về đi thôi. Thấy ông lão áo đen nhìn mình, nàng ta nói, cô Diệp công tử hôm nay quá chén nên hơi say, đưa gã về nghỉ ngơi đi. Cô Diệp còn muốn nói nữa thì bị ông lão nắm lấy vai, biến mất tại chỗ. Đi rồi. Diệp Huyên lắc đầu, ngồi xuống cạnh Thị Ly. Nàng ta cười nói, sức mạnh của Diệp công tử khiến ta phải hoảng sợ. Những người khác nghe vậy đều nhìn vào Diệp Huyên. Hắn lắc đầu cười, có lẽ vì cô Diệp công tử yếu quá thôi. Mọi người. Thị Ly lắc đầu phì cười, có đôi khi miệng lưỡi Diệp công tử còn sắc bén hơn kiếm nhiều. Diệp Huyên cũng cười theo, Thị Ly cô nương sẽ không cho rằng ta quá đáng chứ. Thị Ly lắc đầu, Diệp công tử đã bỏ qua cho gã nhiều lần. Đừng nói chi ngươi, ngay cả ta cũng không nhịn được. Diệp Huyên, cảm ơn cô đã hiểu cho. Thị Ly nhìn hắn, Diệp công tử rất để ý đến suy nghĩ của ta sao? Diệp Huyên nghiêm túc nói, đương nhiên rồi, và ta xem cô là bạn mà. Hơn nữa cô đã dẫn ta đến đây, ta cũng không muốn khiến cô thêm phiền. Nhưng ta cũng biết, ta thân thiết với cô sẽ mang đến rất nhiều phiền phức. Thị Ly chớp mắt, vì sao lại mang đến phiền phức? Diệp Huyên cười, vì Thị Ly cô nương là một cô gái tài giỏi. Thị Ly thoáng ngẩn ra, đoạn lắc đầu cười, Diệp công tử đúng là thú vị. Thị Thiên thì liếc liếc Diệp Huyên, thầm than, đúng là cao thủ. Lúc này, có một người bước vào điện. Mọi người nhìn ra, đó là một thanh niên mặc áo khoác dài, tay phải phe phẩy chiếc quạt xếp. Vừa đặt chân vào, gã ta đã ôm quyền, tươi cười chào hỏi, chào chư vị. Thị Ly nhìn gã, nói Tần Phong của Tần tộc. Diệp Huyên nhìn người tên Tần Phong này, chỉ thấy gã ta đi đến, cười hỏi, vị này là Diệp Huynh đúng không? Diệp Huyên, đúng thế. Tần Phong chân thành nói, ngưỡng mộ đã lâu. Diệp Huyên ôm quyền, Tần Huynh, hạnh ngộ. Tần Phong bật cười, thuận thế ngồi xuống cạnh hắn, ta nghe nói quan huyên thành của Diệp Huynh còn đang ở ngoại vực. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Tần Phong lập tức nghiêm giọng nói, như vậy sao được? Ngoại vực thiếu thốn tài nguyên, không thích hợp để phát triển, chi bằng các huynh rời vào nội vực luôn đi. Vị trí ta sẽ tìm, đảm bảo huynh sẽ hài lòng. Diệp Huyên vội nói, sao ta có thể mặt dày như vậy được? Thấy Tần Phong toan mở miệng, hắn lại hỏi tiếp, miễn phí không? Tần Phong thoáng ngẩn ra rồi cười to, miễn phí. Đương nhiên miễn phí, không chỉ vậy, một khi thư viện quan huyên của huynh vào nội vực rồi, có gì cần giúp đỡ chỉ việc nói với ta một tiếng. Ta thay mặt Tần gia cam đoan với huynh, chỉ cần có khả năng, chúng ta sẽ hết lòng hỗ trợ. Những người khác nghe vậy bèn lập tức nhìn gã ta. Người này đang muốn kết thân với Diệp Huyên. Bởi vì thư viện quan huyên là một thế lực hoàn toàn mới. Một khi bọn họ rời vào nội vực, ắt sẽ phát triển thần tốc, tiền đồ vô hạn. Hơn nữa, vì 10 thế lực lớn ai cũng phải nể mặt vô biên chủ nên sẽ không thể áp chế. Vô biên chủ. Diệp Huyên nghiêm túc nói, Tần Phong huynh, mới lần đầu gặp nhau mà huynh đã nhiệt tình như vậy, làm ta khó xử quá. Tần Phong chỉ cười, con người ta thích kết bạn ấy mà. Diệp công tử nho nhã tuấn tú, tuổi còn trẻ mà giàu triển vọng, ta thích nhất là kết bạn với những người ưu tú như huynh. Diệp Huyên nói ngay, vậy ta cũng không khách sáo nữa nhé. Tần Phong cười khà khà, không cần khách sáo. Lời còn chưa dứt, đã thấy Diệp Huyên lấy một tấm bản đồ ra. Đây là bản đồ nội vực lần trước Tần Quan đến có đưa cho hắn. Nó thật sự rất khổng lồ, có trải hết đại điện cũng không đủ, vì vậy Diệp Huyên chỉ mở ra một góc, nói với Tần Phong, Tần Huynh định cho thư viện quan huyên ở khu nào. Sắc mặt Tần Phong cứng lại. Đậu má! Hành vi gì thế này? Lập tức bắt đầu luôn. Sắc mặt những người khác cũng trở nên kỳ lạ.
Diệp Huyên thấy Tần Phong im thin thít thì chớp mắt, làm khó huynh rồi sao? Tần Phong lập tức đáp, sao lại thế được? Gã ta nhìn bản đồ, nhưng ngay lập tức rơi vào khó xử. Những nơi tài nguyên phong phú ở nội vực đều bị 10 thế lực lớn chiếm cứ, cho dù không phải họ thì cũng là gia tộc phụ thuộc dưới quyền họ. Tần Phong thấy nhức chứng. Phải làm sao đây? Ban nãy hình như gã nói hơi lố rồi, bây giờ mà cho một nơi thường thường thì lại không hay. Mà cho một vị trí đắc địa, thì gã lại xót ruột. Diệp Huyên không nói gì, chỉ nhìn gã ta đầy trông mong. Những người khác cũng nhìn theo. Lần này hai quả trứng của Tần Phong cũng nhức theo. Bỗng nghe Thị Ly lên tiếng, có phải Tần Huynh không nỡ bỏ ra, hay không thể làm chủ? Khóe môi nàng ta cong lên, Diệp Huynh, Tần Huynh đã không nỡ thì cũng không nên làm khó dễ nữa. Việc thư viện quan huyên vào nội vực, thì tộc ta sẽ. Bỗng Tần Phong chỉ vào một nơi trên bản đồ, chỗ này. Diệp Huynh, đây là sơn mạnh phạm cảnh, diện tích triệu dặm, có 18 long mạch cực phẩm, linh khí dồi dào, còn có một quặng mỏ thứ nguyên cấp thấp của nhà họ Tần ta. Ta sẽ đứng ra làm chủ, đưa cho Huynh. Những lời này khiến tất cả những ai có mặt đều khiếp vía. Bao gồm Thị Ly. Việc tu hành hiện nay rất cần linh khí, vì vậy linh mạch là thứ vô cùng quan trọng. Long mạch còn là linh mạch cấp cao nhất ở vũ trụ song song, mà 18 không phải là con số nhỏ. Đã vậy còn tặng kèm một mỏ thứ nguyên, tuy chỉ là cấp thấp nhưng cũng đã rất quý rồi. Bỏ vốn to. Thị Ly và những người khác không khỏi khiếp sợ trong lòng. Tần Phong lại sẵn sàng bỏ ra số tài nguyên khổng lồ như vậy để kết thân với Diệp Huyên sao? Diệp Huyên tuy không biết long mạch quý giá cỡ nào, nhưng giá trị của mỏ thứ nguyên thì vẫn biết là cực quý. Hắn cũng không ngờ đối phương lại ra tay hào phóng đến vậy. Tần Phong lại nói, Diệp Huynh muốn phái người đến lúc nào cũng được. Diệp Huyên cười, Tần Huynh có cần về bàn bạc lại với trưởng bối trong tộc không? Tần Phong lắc đầu, không cần. Việc này ta tự quyết định được. Diệp Huyên cười, vậy thì cảm ơn huynh. Tần Phong bật cười, xem như kết thiện duyên. Diệp Huyên, được. Hắn thu bản đồ về, lại nói, nhưng ta chỉ nói đùa thôi, Tần Phong huynh. Đây là tài sản của huynh, ta không muốn lấy. Tần Phong lập tức nghiêm giọng nói, ta tự quyết định được việc này, Diệp Huynh à. Ta không ngu ngốc như cô Diệp. Diệp Huyên lắc đầu cười, ta biết, tấm lòng của huynh. Ta xin nhận, nhưng ta không thể cứ thế lấy đi những gì vốn là của huynh. Tần Phong hạ giọng, Diệp Huynh là người thực tế, ta cũng không nói vòng vo. Sở dĩ ta làm vậy là muốn kết thiện duyên với huynh, không còn mục đích gì khác. Gã ta mỉm cười, hơn nữa tính tình Diệp Huynh cũng hợp gu ta, nên huynh đừng khách sáo làm gì. Thấy Diệp Huyên toàn muốn nói gì đó, gã khoát tay, nếu huynh cho rằng ta có âm mưu thì cứ việc từ chối. Diệp Huyên bật cười, Tần Huynh đã nói vậy thì ta không khách sáo nữa. Sau đó hắn vươn tay, gọi hai lệnh tứ thứ nguyên xuất hiện, ta không có gì đáng giá, chỉ có. Tần Phong quả quyết lắc đầu, không cần. Diệp Huyên không nói gì nữa. Người này đang muốn bắt hắn phải nợ ân tình gã ta. Hắn suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu cười, được. Sau đó thu lệnh thứ nguyên về. Tần Phong cười cười. Hỏi, ta nghe nói Diệp Huynh từng so chiêu với Sở Thiên của Diệp tộc, điều này là thật sao? Sở Thiên. Cái tên này khiến mọi tầm mắt đều đổ dồn vào Diệp Huyên. Bọn họ đương nhiên biết Sở Thiên là ai. Là người đứng đầu ngoại tộc ở Diệp tộc, hơn nữa còn chiến thắng vô số đệ tử nội tộc. Diệp Huyên gật đầu, đúng là từng giao thủ. Tần Phong cười, thực lực hắn ta thế nào? Diệp Huyên, mạnh. Tần Phong im lặng. Diệp Huyên, huynh đừng nói Tần tộc có ân oán gì với Diệp tộc nhé. Tần Phong nặn ra một nụ cười khổ. Diệp Huyên lập tức xa sầm mặt, có thật sao? Tần Phong khẽ gật, có. Diệp Huyên tò mò, ân oán gì? Tần Phong thở dài, là chuyện từ rất lâu về trước rồi. Năm ấy tộc ta và Diệp tộc xảy ra chút chuyện không vui, suýt nữa khai chiến toàn tộc. Nhưng mà nếu đánh thật thì Tần tộc cũng chưa chắc sẽ thua. Giọng gã ta tràn đầy tự tin và kiêu ngạo. Diệp Huyên lại tỏ ra ngạc nhiên. Chợt Thị Ly lên tiếng, có lẽ Diệp công tử không biết, chứ Tần tộc đã từng có thời ngang hàng với Diệp tộc,
hơn nữa tổ tiên họ còn từng sản sinh ra đại đế. Tần Phong lắc đầu, cũng là chuyện quá khứ mà thôi. Thị Ly dùng huyền khí truyền âm cho Diệp Huyên, tần tộc hiện đang xếp thứ 3 trong 10 thế lực lớn. Hạng nhất là Diệp tộc, hạng nhì là La tộc, hạng 3 chính là họ. Năm ấy thực lực tần tộc và Diệp tộc tương đương nhau, nhưng sau đó thế hệ trẻ Diệp tộc ngày càng có nhiều yêu nghiệt và thiên tài, dần dà tần tộc bị áp chế hoàn toàn. Sở dĩ Tần Phong kết giao với ngươi, ngoại trừ tiềm lực ra thì còn hai lý do. Thứ nhất, ngươi từng có xích mích với Sở Thiên của Diệp tộc, kẻ địch của kẻ địch chính là bạn. Thứ hai, tần tộc hiện nay tuy bị Diệp tộc áp chế về mọi mặt, nhưng vô biên chủ hoàn toàn không nể nang gì Diệp tộc, ngươi đã hiểu chưa? Diệp Huyên thở dài thườn thượt, nhìn Thị Ly và Tần Phong, đây mới là trí tuệ nên có của đệ tử gia tộc lớn này. Thiên Diệp là cái thá gì? À không, cô Diệp là cái thá gì mới đúng? Trong lúc Diệp Huyên đang bận bịu suy nghĩ, lại có một người thanh niên khác đi vào. Người này trực tiếp tìm đến một góc mà ngồi xuống. Diệp Huyên nhìn y, nghe Thị Ly nói, là La Phong của La tộc. La tộc. Diệp Huyên nhìn khắp điện, thấy trong 10 siêu thế lực thì đã có 6, 7 tập trung tại đây. Thị Ly tiếp lời, trừ cô tộc đã rời đi, chỉ còn lại Nam Cung tộc và Diệp tộc. Diệp Huyên gật gù, Diệp tộc sẽ phái người đến chứ? Thị Ly mỉm cười, ta không biết. Diệp Huyên vừa toan mở miệng thì lại có người vào. Nhìn thấy đó là ai, hắn không khỏi sửng sốt. Là một người hắn quen biết, Sở Thiên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người này. Hắn ta đại diện Diệp tộc đến đây ư? Nhưng tầm mắt của Sở Thiên lại phát hiện thấy Diệp Huyên, lập tức đi đến, lần trước chúng ta chưa đánh xong, khi nào tiếp tục? Diệp Huyên cười, bây giờ cũng được. Sở Thiên gật đầu, vừa đúng ý ta. Hai người vừa định ra tay thì bị một luồng thế vô hình bao lại. Diệp Huyên quay đầu, thấy một ông lão cầm tẩu thuốc chậm rãi đi đến. Không phải ai khác, chính là Trịnh lão canh cổng Thánh Thành. Ông nhìn Diệp Huyên và Sở Thiên, còn sức lực thì để lại mà đối phó với thiên tài của vũ trụ thứ nguyên. Sở Thiên khẽ thi lễ rồi lui sang một bên. Diệp Huyên nhún nhún vai, trở về chỗ ngồi. Trịnh lão, đi thôi. Thị Ly hỏi, Trịnh lão, người của Nam Cung tộc chưa đến. Ông lão lắc đầu, vị kia đã đi rồi. Thị Ly nghe vậy thì sửng sốt. Trịnh lão chỉ nhẹ nhàng vung tay, tất cả mọi người đã biến mất tại chỗ. Một hồi sau, bọn họ có mặt ở một thế giới âm u tăm tối, vô biên vô tận, lạnh lẽo cực kỳ. Diệp Huyên quan sát bốn bề, âm thầm đề phòng. Trong lòng hắn chợt sinh ra một nỗi bất an. Thị Ly đi đến bên hắn, nói, nơi này là địa bàn của vũ trụ thứ nguyên, chốc nữa nhớ cẩn thận. Diệp Huyên, sẽ có nguy hiểm ư? Thị Ly gật đầu, sắc mặt đanh lại, vô cùng nguy hiểm. Bởi vì chúng ta giao đấu với họ là không chết không thôi. Diệp Huyên chợt hỏi, có được lợi gì không? Thấy nàng nhìn sang, hắn nghiêm túc lặp lại, ý ta là giao đấu với vũ trụ thứ nguyên có mang lại lợi ích gì không? Thị Ly kéo tay áo hắn, đừng nói lung tung, chúng ta đánh vũ trụ thứ nguyên là lẽ đương nhiên, bọn họ đánh chúng ta cũng vậy. Về phần lợi lộc, nếu ngươi có thể bắt người bên ấy làm tù binh thì có thể đổi lấy rất rất nhiều tinh vương. Tù binh. Diệp Huyên gật gù như có điều suy nghĩ. Thị Ly lại lắc đầu cười. Diệp công tử này chắc chắn là người ham tiền rồi. Lúc này, Tần Phong bỗng lên tiếng hỏi, Diệp huynh. Có thể cho ta xem kiếm của huynh không? Thấy hắn nhìn sang, gã ta lại nói, nhìn một chút thôi. Diệp Huyên cười, đương nhiên. Đoạn vươn tay đẩy kiếm Thanh Huyên bay đến chỗ gã ta. Tần Phong nhận lấy, quan sát một hồi với vẻ phức tạp trong mắt, xem ra danh hiệu đệ nhất kiếm của Thanh Thiên Tẫn thuộc về Tần gia ta phải đổi chủ rồi. Diệp Huyên tò mò hỏi lại, Thiên Tẫn. Tần Phong gật đầu cười. Là bội kiếm của tổ tiên Tần gia ta, cũng là một vị kiếm tu. Nhưng sau ngày ấy thì chúng ta không còn xuất hiện kiếm tu mạnh nào nữa. Diệp Huyên gật gù, thì ra là vậy. Tần Phong trả kiếm Thanh Huyên lại cho hắn, thanh kiếm này của Diệp huynh không hề tầm thường. Diệp Huyên cười, do muội muội ta làm ra cho ta đấy. Tần Phong tò mò, lệnh muội sao? Diệp Huyên gật đầu. Tần Phong, nàng là thợ rèn. Diệp Huyên lắc đầu, không phải.
Tần Phong nhìn nhìn hắn rồi khẽ cười, không hỏi nữa. Diệp Huyên lại câm nín. Sao không hỏi nữa đi? Dừng lại rồi ta biết khoe khoang kiểu gì. Không được, phải khoe. Hắn làm bộ nghiêm trang, huynh biết vô biên chủ chứ? Tần Phong gật đầu, đương nhiên. Diệp Huyên cười, lúc gặp phải muội muội ta ấy, vô biên chủ bỏ chạy cái một. Chạy. Tần Phong ngây ngẩn, ý huynh là vô biên chủ sợ muội muội huynh. Diệp Huyên gật đầu, chính xác. Những lời này khiến mọi tầm mắt đều đổ dồn về hắn. Trước kia họ có thể không biết rõ về thực lực vô biên chủ, nhưng bây giờ thì đã biết. Biết ông ta kinh khủng đến độ có thể áp chế tộc trưởng Tiêu tộc trong nháy mắt. Người như vậy mà lại sợ muội muội của Diệp Huyên. Tần Phong trần trừ, lệnh muội của Diệp huynh xưng hô thế nào? Diệp Huyên cười, người khác gọi nàng là Thiên Mệnh. Thiên Mệnh. Tần Phong không khỏi cau mày. Chưa từng nghe bao giờ. Chẳng lẽ là một vị đại lão lánh đời? Sở Thiên đứng một bên, hỏi thầm trong lòng, lão Hoàng đã từng nghe về Thiên Mệnh này chưa? Giọng ông lão trả lời, chưa từng. Sở Thiên cũng cau mày. Lão Hoàng cười, người cũng đừng quá bận tâm. Người này ta chưa từng nghe qua, hẳn cũng chẳng phải hạng đại lão gì, bởi vì nếu mạnh thật thì đã phong đế rồi. Hơn nữa thực lực của vô biên chủ ít nhất cũng phải là đại đế, trừ khi cổ thiên đế sống lại thì ngay cả diệp đế cũng không làm gì được ông ta. Mà cho dù vô biên chủ không đánh lại cổ thiên đế thì cũng không hề sợ hãi. Diệp Huyên nói vô biên chủ sợ thiên mệnh gì đó, đương nhiên chỉ là khoác lác. Sở Thiên liếc nhìn Diệp Huyên, khẽ gật đầu, ba hoa khoác lác. Lão Hoang, nhưng cũng đừng xem thường kẻ này. Ban đầu ta cho rằng hắn chỉ hơn người thường một chút. Không ngờ hắn lại quen biết với vô biên chủ. Vô biên chủ là một người vô cùng bí ẩn, năm đó ta ở trạng thái đỉnh cao cũng không chắc có thể thắng được. Sở Thiên nghiêm túc đáp, lão Hoàng yên tâm, ta sẽ không khinh địch. Lão Hoàng cười, ta biết, và ngươi cũng không nên chú ý quá nhiều đến hắn. Mục tiêu của ngươi là phong đế. Được chủ nhân bút đại đạo phong đế là rất khó, nhưng trở thành cổ hoang đại đế thì vẫn có hy vọng. Sở Thiên hạ giọng, vị kia của nhà họ Diệp. Một tia trầm trọng vụt qua mắt hắn ta. Lão Hoang cười, cũng không cần quan tâm. Có ta hỗ trợ, ngươi sẽ không kém cạnh gì, chỉ còn thiếu thời gian mà thôi. Sở Thiên gật đầu. Lão Hoang lại nói, ngược lại, ngươi phải đề phòng cường giả của vũ trụ thứ nguyên. Năm ấy nếu không có cổ thiên đế đánh giết đến tận thánh vương điện của cửu thứ nguyên, tranh thủ dành được thời gian tu luyện cho vũ trụ song song chúng ta, thì chúng ta không khác gì con kiến trước mặt họ. Sở Thiên hạ giọng, ta chưa từng gặp qua yêu nghiệt của vũ trụ thứ nguyên, lão Hoang thì sao? Lão Hoang, đã từng gặp, đáng sợ vô cùng. Đáng sợ vô cùng. Nghe vậy, sắc mặt Sở Thiên đanh lại. Ở nơi kia, có ba người đang chăm chú quan sát nhóm Diệp Huyên. Đi đầu chính là người đã biến mất rất lâu vô biên chủ. Sau lưng ông ta là Thần Minh và Tăng Vô. Cũng không biết hai người này gặp kỳ ngộ gì mà hôm nay đã đến không cảnh vô tâm. Tăng Vô nhìn Diệp Huyên, nói, xem kìa vô biên chủ, kia chính là vua dựa dẫm. Vô biên chủ liếc xéo, tưởng ta đuôi chắc. Tăng Vô. Thần Minh chợt hỏi, vô biên chủ, ông cho rằng vũ trụ song song và vũ trụ thứ nguyên, ai sẽ thắng lần này? Vô biên chủ lạnh nhạt đáp, vũ trụ thứ nguyên. Thần Minh ngẩn ra, chỉ vào Diệp Huyên. Nhưng vua dựa dẫm đang ở đây cơ mà. Vô biên chủ, nếu hắn không gọi chi viện đến, vũ trụ thứ nguyên sẽ thắng. Thần Minh nhíu mày, Sở Thiên cũng không địch lại vũ trụ thứ nguyên ư. Vô biên chủ nhìn Sở Thiên, miễn cưỡng có thể, nhưng hắn ta hiện nay không địch lại những người kia của vũ trụ thứ nguyên. Vị kia của nhà họ Diệp có lẽ có thể ngang tay. Ông ta lắc đầu. Khoảng cách giữa vũ trụ thứ nguyên và vũ trụ song song đã trở nên càng lúc càng lớn từ khi nào. Thần Minh hạ giọng, vậy là vũ trụ song song thua chắc rồi. Vô biên chủ lẳng lặng nhìn Diệp Huyên. Thần Minh, vua dựa dẫm kia là biến số. Vô biên chủ lạnh nhạt đáp, không biết. Thấy thần Minh còn muốn hỏi gì, ông ta ngắt lời, làm ơn đi, ta không phải cái gì cũng biết như chủ nhân bút đại đạo. Thần Minh. Vô biên chủ tiếp tục, ta đã gặp qua người của vũ trụ thứ nguyên, tất cả đều là yêu nghiệt hàng đầu.
Nhìn tổng thể vũ trụ song song từ cổ chí kim, chỉ có cổ thiên đế và diệp đế là có thể áp chế họ, nhưng bây giờ lại không có ai nghịch thiên như hai người này. Tăng Vô chỉ vào Diệp Huyên, có vua dựa dẫm. Sắc mặt cứng lại, Phổ Biên Chủ quắc mắt chừng Tăng Vô, đừng nói đến hắn nữa được không? Tăng Vô chắp tay trước ngực, nhưng hắn thật sự rất lợi hại, Phổ Biên Chủ à. Phổ Biên Chủ hờ hững, hắn hiện nay chỉ mới đến vô tâm cảnh, còn chưa được đến bỉ ngạn. Khoảng cách này không phải thứ mà thanh kiếm và huyết mạch của hắn có thể bù lại, bởi vì đối phương cũng có át chủ bài, cũng có thần khí hùng mạnh. Tăng Vô im lặng. Phổ Biên Chủ tiếp tục, lần này chỉ phải xem vua dựa dẫm có chịu tuân theo võ đức hay không. Nếu vũ trụ thứ nguyên không chơi chiêu, không ỷ lớn hiếp nhỏ, có lẽ hắn sẽ không gọi ai đến. Đã là đại diện so tài mà còn gọi người khác đến thì chẳng còn gì thú vị. Tăng Vô hỏi Phổ Biên Chủ, vì sao lại nói thế? Phổ Biên Chủ thở dài, các ngươi chưa nhận ra ư. Vua dựa dẫm có gọi chi viện đến hay không còn phải xem tình huống. Nếu có ai ức hiếp hắn, hắn sẽ gọi, nhưng nếu không thì hắn sẽ đánh đến cùng. Tăng Vô im lặng. Phổ Biên Chủ tiếp tục, phải xem vũ trụ thứ nguyên lần này có chơi đẹp hay không. Nếu chúng chơi xấu thì thôi không nói, nhưng nếu vua dựa dẫm quyết định chơi xấu. Ông ta khe khẽ lắc đầu, thì bản đồ vũ trụ thứ nguyên xem ra sắp bị xáo trộn trước thời hạn rồi. Gương mặt Thị Ly và những người khác ai cũng đang đầy trầm trọng, chỉ có Diệp Huyên là khắp khởi chờ mong. Hắn muốn đánh một trận thật sảng khoái từ lâu. Kể từ khi thực lực được gia tăng, Diệp Huyên chưa từng thật sự chạm trán với đối thủ cùng cấp, khiến hắn tiếc nuối không thôi. Hắn muốn xem giới hạn của mình đã được đẩy đến đâu. Đúng lúc này, thời không ở nơi xa bỗng run lên. Thu hút tầm mắt mọi người. Không lâu sau, một người đàn ông thứ nguyên chậm rãi xuất hiện. Đôi mắt y lướt nhìn bốn phía, cuối cùng tập trung lên người Sở Thiên. Sở Thiên không hề sợ sệt, thẳng thừng nhìn lại. Người kia nói, bắt đầu đi. Bắt đầu. Mọi người kinh ngạc. Chỉ có một người đến thôi. Sắc mặt lão Trịnh trở nên xấu xí vô cùng. Vũ trụ thứ nguyên hoàn toàn không xem vũ trụ bình hành ra cái thá gì cả. Người đàn ông thứ nguyên khẽ cười, cho rằng vũ trụ thứ nguyên chúng ta xem thường các ngươi. Sở Thiên trừng y, người định một mình đấu với tất cả chúng ta. Y hỏi lại, chẳng lẽ không được? Những lời này khiến sắc mặt ai nấy đều xấu đi trông thấy. Diệp Huyên cũng không khỏi cau mày. Phải công nhận vũ trụ thứ nguyên lần này phách lối thật sự. Chỉ cho một người đến đấu với tất cả thiên tài của vũ trụ bình hành. Bên kia, Tăng Vô nhìn người đàn ông thứ nguyên, nói A-di-đà Phật, người này phách lối. Thần Minh cũng gật gù, cực kỳ phách lối. Phổ Biên Chủ nhàn nhạt nói, y đã đến thứ nguyên cảnh tầng 3, hoàn toàn áp chế tất cả những người có mặt, bao gồm Sở Thiên. Thần Minh khẽ nhíu mày, thứ nguyên cảnh là gì? Phổ Biên Chủ, là cảnh giới trên bỉ ngạn, không thuộc về vũ trụ bình hành mà thuộc về vũ trụ thứ nguyên. Vũ trụ thứ nguyên tổng cộng có 10 tầng, mỗi tầng là một cảnh giới. Họ lấy vũ trụ làm trung gian tu luyện, hấp thu sức mạnh từ đó, vì vậy được gọi là thứ nguyên cảnh. Tăng Vô bỗng sinh ra chút hoài nghi, không phải chỉ có 9 thứ nguyên thôi sao? Phổ Biên Chủ lắc đầu, trên 9 còn một tầng nữa, nhưng vũ trụ thứ nguyên thứ 10. Ông ta nói đến đây thì không tiếp tục nữa. Ở xa xa, Sở Thiên nghe người đàn ông thứ nguyên nói xong thì sắc mặt thoát cái lạnh đi, bước tới trước cần gì tất cả. Một mình ta là đủ. Sau đó nắm tay phải lại, quỳnh, trong chớp mắt, vùng thời không quanh hắn ta sôi lên sùng sục. Thứ nguyên chi lực cuồn cuộn ập đến như thủy triều, biến không gian quanh Sở Thiên thành một xoáy nước khổng lồ. Thứ nguyên cảnh, có người la lên. Diệp Huyên thấy sắc mặt Thị Ly đanh lại thì hỏi ngay, là cảnh giới trên bỉ ngạn. Nàng ta gật đầu, không ngờ Sở Thiên đã đến thứ nguyên cảnh. Diệp Huyên quay đầu nhìn hắn ta, chân mày cau lại. Làm gì mà như bật hách vậy? Lúc mới gặp nhau, Sở Thiên chỉ mới đến bỉ ngạn cảnh. Vậy mà bây giờ đã trực tiếp đến thứ nguyên cảnh. Diệp Huyên lắc đầu thở dài. Khiến Thị Ly quay lại nhìn, vì sao Diệp công tử lại thở dài. Diệp Huyên chán ngán nói, ta bình sinh ghét nhất những tên gian lận trong tu luyện. Thị Ly. Người đàn ông thứ nguyên ở nơi xa bình thản nói, ta đề nghị tất cả các ngươi cùng lên một lượt.
Nếu các ngươi cho rằng ta đang xem thường các ngươi thì cứ nghĩ vậy đi. Sở Thiên cười lạnh, đến đây. Lời vừa dứt, hắn ta tung người nhảy lên, nện cú đấm về phía đối phương. Ầm. Cú đấm khiến hư không khắp nơi sôi trào, thời không cuộn lên vạn trượng cao. Những người khác đang quan chiến vội vã thối lui. Người đàn ông Thứ Nguyên vẫn bình chân như vải. Khi thứ sức mạnh khủng khiếp ấy ập đến, y chỉ vung tay quét ngang. Duyên. Một vùng thời không lập tức bị xóa bỏ, đẩy một luồng sức mạnh vô địch bay ra. Ầm. Sở Thiên bị đánh văng đi mấy chục nghìn trượng trong chớp mắt. Tình cảnh này khiến người của vũ trụ song song đanh mặt lại. Sở Thiên đã đến Thứ Nguyên cảnh mà vẫn đánh không lại người đàn ông này ư? Dừng lại rồi, Sở Thiên nhìn xuống tay phải mình, thấy nó đã đầy vết nứt nẻ, đang có máu tươi ùa ra. Hắn ta nheo nheo mắt, nhìn đối thủ của mình, Thứ Nguyên cảnh tầng 3. Đối phương vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ đưa tay phải lên rồi nắm lại. Quỳnh! Một chùm sáng trắng từ lòng vũ trụ sâu thẳm lao xuống, dừng lại trong tay y. Duyên! Thân hình người đàn ông run lên. Nét trầm trọng thoáng qua đáy mắt Sở Thiên. Nheo mắt lại, hắn ta nắm chặt tay phải, ngưng tụ một luồng sức mạnh bí ẩn. Đúng lúc này, người đàn ông Thứ Nguyên bước về trước, nâng chùm sáng trong tay lên nện xuống. Oanh, chùm sáng như biến thành một thanh kiếm khổng lồ đâm xuống từ trên cao. Toàn bộ hư không vô tận chợt nhòe đi trong thoáng chốc. Khi không chịu nổi một đòn kinh khủng này. Mắt Sở Thiên long lên dữ tợn, hắn ta bước tới trước, tung nắm đấm ra, hoang cổ thần quyền. Quyền ấn khủng bố theo đó túa ra. Không mang theo thứ nguyên chi lực nào. Cảnh tượng này khiến vẻ kinh ngạc toát lên trong mắt vô biên chủ cú đấm này. Thì ra hắn ta là người được lão già kia lựa chọn. Hai luồng sức mạnh ở nơi xa tiếp xúc, vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Sau đó, chùm sáng trắng vỡ tan tành. Quỳnh! Người đàn ông Thứ Nguyên liên tiếp lùi lại mấy vạn trượng. Khi y dừng lại thì Sở Thiên đã hiện ra ngay phía trên, tống chân phải xuống, chết đi. Ầm. Một cước này khiến không gian Thứ Nguyên trong phạm vi mấy trăm nghìn trượng sụp đổ. Oanh. Dưới mắt mọi người, người đàn ông Thứ Nguyên bị đạp rơi xuống. Một tia dữ tợn lóe lên trong mắt, Sở Thiên uốn tay phải, tung trưởng hướng xuống. Dầm. Cú trưởng mang theo trưởng ấn khổng lồ lao xuống. Uinh uinh. Người đàn ông Thứ Nguyên bị đánh bay khỏi tầm mắt mọi người. Diệp Huyên nhìn theo, khẽ lắc đầu. Người này cho dù không chết thì cũng đã mất năng lực chiến đấu. Sở Thiên hiên ngang đứng giữa không trung, tay phải siết chặt, một luồng khí tức đáng sợ tản ra khắp người. Hắn ta ngẩng đầu nhìn về nơi xa với vẻ khinh thường, chỉ có một tên mà đòi đấu với chúng ta. Nực cười, ta đây sẵn sàng đấu với toàn bộ vũ trụ Thứ Nguyên các ngươi. Đúng lúc này, không gian phía trên hắn ta nứt toác, để một cái bóng mở lao ra. Sở Thiên nheo mắt, vung tay phải lên, hiên thiên. Quỳnh! Một luồng sức mạnh khổng lồ dấy lên. Nhưng nó vừa xuất hiện thì đã bị một ngón tay chặn đứng. Gần như ngay lập tức, Sở Thiên cũng bị cái điểm nhẹ này làm cho thân thể nứt vỡ. Đồng tử hắn ta rụt lại, đang muốn ra tay thì thấy cái bóng kia hóa chỉ thành quyền, ấn xuống dưới. Ầm! Sở Thiên rơi xuống mấy vạn trượng. Thân thể hắn ta vỡ nát từng tấc trong quá trình rơi xuống. Ai nấy đều hốt hoảng. Diệp Huyên nhìn bóng mờ kia, đó cũng là một người đàn ông Thứ Nguyên khác, mặc áo bào đen mộc mạc đơn giản. Bên dưới, Sở Thiên đã dừng lại được nhưng thân xác đã không còn, linh hồn cũng đang bốc cháy. Tình huống này khiến mặt ai nấy đều đanh lại. Sở Thiên vậy mà suýt nữa bị giết trong nháy mắt ư. Người đàn ông áo đen lãnh đạm nói, ta biết ngươi còn chiêu khác, tiếp tục đi. Thân hình Sở Thiên nhoáng lên, xuất hiện trước mặt người đàn ông, trong đôi mắt là vẻ nghiêm trọng. Hắn ta không nhiều lời, lập tức chắp tay lại. Quỳnh! Vô số bùa chú bí ẩn chợt hiện ra quanh hắn ta, vũ trụ khắp nơi cũng chấn động kịch liệt như gặp phải địa chấn. Mọi người biến sắc. Vô biên chủ khẽ cười, thú vị. Tăng vô hỏi, có ý gì? Vô biên chủ nhìn Sở Thiên, sư phụ của hắn ta chính là đại đế cổ hoang đời trước lão hoang. Ông ta là một nhân tài,
cả đời nghiên cứu đạo pháp của chủ nhân bút đại đạo và theo dõi thiên cơ. Ông ta cũng thật sự rất giỏi, dùng những thứ ấy làm căn bản để sáng tạo ra tâm pháp cực dễ tu luyện, cùng một võ kỹ hùng mạnh là đạo pháp quyền. Trong nắm đấm ẩn chứa mệnh vận vạn tượng chi lực trong u tối. Người khác hấp thu sức mạnh thì vũ trụ thứ nguyên, nhưng ông ta thì hấp thu từ chủ nhân bút đại đạo. Phương pháp tu luyện này đúng là độc nhất vô nhị, chỉ tiếc. Tăng vô tiếc gì? Vô biên chủ khẽ cười, ông ta thật ra có thể tiến thêm một bước, nhưng lại quá hấp tấp. Năm ấy sau khi vô địch cổ hoang thì bắt đầu chinh chiến vũ trụ thứ nguyên, muốn lập lại vinh quang của cổ thiên đế năm xưa, tiếc rằng đã đánh giá quá thấp thánh vương điện, đánh giá cao bản thân. Trong lúc giao thủ với một thánh vương, ông ta rơi xuống hạ phong, cuối cùng bị đóng đinh thân xác trước lối vào vũ trụ thứ nguyên thứ 9. Nhưng cũng nhờ phương pháp tu luyện đặc thù mà một tia thần hồn của ông ta đã thoát được. Tăng vô, ông nói thân xác ông ta bị đóng đinh trước lối vào vũ trụ thứ nguyên thứ 9. Vô biên chủ gật đầu, nơi ấy còn được gọi là vùng đất sỉ nhục của vũ trụ thứ nguyên, bởi ở đó có thi hài của 12 vị đại đế từng thất bại trong việc chinh chiến vũ trụ thứ nguyên. Thi thể cổ thiên đế cũng từng ở đó, nhưng sau bị Diệp đế liều mạng cướp về. Chính vì lời hứa hẹn năm xưa mà Thánh Vương Điện mới không dám đến vũ trụ bình hành cướp người. Tăng vô tò mò, cổ thiên đế chết cũng chết rồi, vì sao họ lại không dám? Vô biên chủ hờ hững nói, vì họ đã thề, và có một người bí ẩn làm chứng. Tăng vô, thề thốt với cường giả cấp bậc như họ đáng lẽ không nên là ràng buộc mới phải chứ? Chẳng lẽ là vì người bí ẩn kia? Vô biên chủ gật đầu, xem như vậy đi. Thần Minh tò mò, người đó là ai? Vô biên chủ bình thản đáp, đang đứng trước các ngươi đây. Trời má! Hai người đồng thời kêu to. Tăng vô nhìn vô biên chủ đầy ngạc nhiên, là ông. Vô biên chủ nhẹ nhàng vuốt lại cổ áo có chút nhăn nheo, chẳng lẽ trông ta không giống cao thủ? Tăng vô do dự, vậy tại sao ông lại chạy khi thấy cô gái váy trắng kia? Vô biên chủ cứng ngắc. Thần Minh kéo ống tay áo của Tăng vô, sau đó nói hòa thượng, ông có biết nói chuyện không vậy? Tăng vô. Vô biên chủ lạnh lùng cất lời, đừng nói nhảm nữa. Xem trận chiến đi. Sở Thiên ở phía xa siết chặt tay phải, vô số phù văn cổ xưa ở xung quanh đột nhiên xoay tròn với tốc độ rất nhanh. Người đàn ông thứ nguyên mặc áo choàng đen nhìn Sở Thiên, thì ra ngươi là truyền nhân của Lão Hoang. Lão Hoang. Đương nhiên hắn ta biết, có thể nói người của vũ trụ thứ nguyên đều biết đại đế từng xông vào vũ trụ thứ nguyên 9. Sở Thiên nhìn chằm chằm người đàn ông áo choàng đen, lên đi. Dứt lời, hắn ta đánh tới một quyền. Oanh! Trong nháy mắt, vô số phù văn cổ xưa trong thiên địa thoáng chốc biến thành những quyền ấn đánh về phía người đàn ông áo đen. Đạo pháp quyền. Đây không phải một quyền, mà là hàng trăm triệu quyền. Vô cùng vô tận. Người đàn ông áo đen híp mắt, ánh mắt ông ta cũng lộ vẻ nặng nề, gã ta chậm rãi siết chặt tay phải, một lát sau, gã ta mở lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng đè xuống. Động tác này khiến thời không sau lưng gã ta biến ảo thành tinh không vô tận. Trong thoáng chốc, vô số ngôi sao tấn công xuống tựa như sao băng. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Lúc này, mọi người đều cảm nhận được hơi thở tử vong đáng sợ chèn ép. Vì đòn tấn công này của người đàn ông áo đen không chỉ nhằm vào một mình Sở Thiên, mà là tất cả mọi người đang có mặt. Tất cả mọi người đều không thể lùi bước nữa. Nếu Sở Thiên không thể ngăn cản, vậy mọi người. Nét mặt tất cả mọi người thoáng chốc trở nên nặng nề. Cú đấm kia của Sở Thiên nhanh chóng giao chiến ác liệt với biển sao của người đàn ông. Ầm ầm. Trong nháy mắt, toàn bộ hư không bắt đầu vỡ tan. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Sở Thiên và người đàn ông áo đen phía xa. Oanh. Trong thiên địa, vô số ngôi sao và quyền ấn cổ xưa không ngừng vỡ nát, cứ thế. Sau khi kéo dài khoảng một khắc, Sở Thiên đột nhiên mở lòng bàn tay, sau đó siết chặt lại thành quyền, xông về phía trước, đạo pháp thần quyền. Đạo pháp thần quyền. Cú đấm đánh ra, toàn bộ tay phải của Sở Thiên đều biến thành một cánh tay phù văn. Người đàn ông áo đen híp mắt xông về phía trước, gã ta chỉ tay, ở đầu ngón tay gã ta có vô số lực lượng thứ nguyên đáng sợ hội tụ. Hai người vừa mới tiếp xúc đã liên tục lùi lại. Mỗi người thoáng chốc lùi lại khoảng mấy chục nghìn trượng.
Dư chấn sinh ra từ lực lượng của hai người lập tức lan ra mấy triệu dặm, toàn bộ hư không trở nên hỗn loạn. Diệp Huyên động tâm niệm, kiếm ý nhân gian lập tức ngăn chặn dư chấn của hai người. Diệp Huyên nhìn hai người Sở Thiên phía xa, linh hồn của Sở Thiên cũng trở nên tối đi rất nhiều, thân thể của người đàn ông áo đen kia cũng đã vỡ tan, chỉ còn lại linh hồn. Cả hai đều thiệt. Diệp Huyên cất lời, này, khi nãy ngươi nói một mình ngươi đấu với tất cả chúng ta, lời này có còn tính không? Mọi người. Người đàn ông áo đen nhìn về phía Diệp Huyên chớp mắt, ta chỉ hỏi thử thôi. Sắc mặt mọi người trở nên kỳ lạ. Dù người đàn ông áo đen này rất kiêu ngạo, nhưng đánh hội đồng vào lúc này. Không thể làm như thế được, phải chú trọng thể diện. Người đàn ông áo đen nhìn Diệp Huyên, sao nào, người muốn giết ta à? Diệp Huyên lắc đầu, không không, ngươi lợi hại như thế, chắc chắn có địa vị khá cao ở vũ trụ thứ nguyên, nếu bắt được ngươi, có lẽ có thể đổi được rất nhiều tinh vương. Nét mặt mọi người cứng đờ. Người đàn ông áo đen nhìn chằm chằm Diệp Huyên, vậy ngươi đi thử xem. Diệp Huyên nghiêm túc nói, thật sự có thể à? Người đàn ông áo đen đáp, có thể, nhưng mà... Mà đúng vào lúc này, Diệp Huyên đã biến mất. Hả? Người đàn ông áo đen sửng sốt. Mẹ kiếp! Chuyện quái gì thế này? Lão tử đã bị thương nặng rồi, ngươi còn không biết xấu hổ lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn nữa. Thể diện đâu? Thể diện của ngươi đâu? Không chỉ người đàn ông thứ nguyên, mà tất cả mọi người xung quanh cũng đều sửng sốt. Đều không ngờ Diệp Huyên thật sự ra tay. Hình như làm thế này không ổn lắm. Nhưng nghĩ lại, mẹ kiếp, khi nãy người thứ nguyên này rất kiêu căng, muốn một mình đánh tất cả mọi người. Lúc này, Diệp Huyên đã lao đến trước mặt người đàn ông áo đen kia, người đàn ông áo đen híp mắt lại, thẳng thừng đánh tới một quyền. Một lực lượng linh hồn đáng sợ mang theo lực lượng thứ nguyên đánh về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên chém ra một kiếm. Vụt. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, chiêu kiếm đó của Diệp Huyên chém tan lực lượng linh hồn của người đàn ông áo đen một cách dễ dàng, sau đó đâm vào giữa chân mày gã ta khi gã ta còn chưa kịp phản ứng. Oanh. Linh hồn của người đàn ông thứ nguyên cứ thế bị chiêu kiếm này Diệp Huyên cố định lại. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Cứ thế là kết thúc rồi à? Dù bây giờ trạng thái của người đàn ông áo đen không ổn lắm, nhưng cũng không có khả năng yếu như thế được. Bản thân người đàn ông áo đen cũng sửng sốt. Gã ta cũng không ngờ lực lượng linh hồn của mình lại bị chiêu kiếm này đánh tan. Sau khi cố định linh hồn của người đàn ông áo đen, Diệp Huyên lại dùng thần thức trói gã ta lại. Một lát sau, hắn nhếch môi, mở lòng bàn tay. Một chiếc nhẫn chứa đồ thứ nguyên trên người người đàn ông áo đen chậm rãi bay ra. Diệp Huyên nhìn thoáng qua, sau đó vội vàng thu vào. Mọi người! Diệp Huyên nhìn người đàn ông áo đen, bây giờ thông báo cho người nhà ngươi đến chuộc ngươi đi. Người đàn ông áo đen! Thấy tất cả mọi người xung quanh đều đang nhìn mình, Diệp Huyên sửng sốt, sau đó cười nói, các ngươi nhìn ta làm gì? Là gã ta muốn đánh hội đồng mà. Lúc trước ta còn do dự cho nên mới hỏi lại gã ta mấy lần, các người cũng nghe thấy đấy, gã ta nói được mà. Nếu là trước đây, ta còn không thèm hỏi. Mọi người, người đàn ông áo đen nhìn Diệp Huyên, kiếm tu nhân loại, người không cảm thấy hành động của mình rất đáng xấu hổ sao? Diệp Huyên chừng người đàn ông áo đen, là ngươi nói muốn chúng ta cùng xông lên. Ngươi không có thực lực còn ra vẻ làm gì? Nét mặt người đàn ông áo đen cứng đờ. Diệp Huyên lại nói, sao nào, người của vũ trụ thứ nguyên đều nói chuyện lật lọng như thế à? Người đàn ông áo đen nhìn chằm chằm Diệp Huyên, vô sỉ. Diệp Huyên xua tay, mau bảo người nhà của ngươi đến chuộc ngươi đi. Nét mặt người đàn ông áo đen trở nên dữ tợn, thà chết vinh còn hơn sống nhục, dù ta có chết. Lúc này, kiếm Thanh Huyên đột nhiên rung động dữ dội, linh hồn của người đàn ông áo đen bắt đầu bị hấp thu với tốc độ rất nhanh. Nhìn thấy cảnh này, người đàn ông áo đen thầm thấy hoảng hốt, vội vàng nói, người muốn bao nhiêu? Diệp Huyên nhẹ nhàng đè tay phải, kiếm Thanh Huyên dừng lại, hắn nhìn người đàn ông áo đen, người có thể trả bao nhiêu? Người đàn ông áo đen trầm giọng đáp, 10.000 tinh vương. Diệp Huyên nheo mắt, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, mạng của ngươi chỉ đáng giá 10.000 tinh vương à?
Người đàn ông áo đen nhìn Diệp Huyên, vậy ngươi nói xem bao nhiêu? Diệp Huyên do dự một lát rồi đáp, 100.000. Người đàn ông áo đen lập tức nói, đồng ý. Con mẹ nó. Diệp Huyên sững sờ. Chết tiệt. Sơ ý rồi. Là người này quá giàu, hay là hắn quá nghèo? Người đàn ông áo đen mở lòng bàn tay, thời không trước mặt gã ta trở nên vặn vẹo, chẳng mấy chốc, một chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi bay vào lòng bàn tay gã ta đưa nó cho Diệp Huyên, 100.000 tinh vương. Diệp Huyên nhìn nhẫn chứa đồ, hắn tỏ vẻ chần chừ. Người đàn ông áo đen bình tĩnh hỏi, sao nào, người của vũ trụ bình hành các ngươi đều không có chữ tín à? Diệp Huyên cười đáp, đương nhiên là có chứ. Nói xong, hắn nhận lấy nhẫn chứa đồ, sau đó mở lòng bàn tay, cất kiếm Thanh Huyên đi. Người đàn ông áo đen hỏi Diệp Huyên, ngươi tên gì? Diệp Huyên cười, sao nào, muốn trả thù ta ư? Người đàn ông áo đen bình tĩnh đáp, chỉ hỏi thử thôi. Diệp Huyên khẽ cười, không phải ngươi đã đoán được rồi sao? Người đàn ông áo đen híp mắt, ngươi là người nhà họ cô. Diệp Huyên cười to, sau đó nói, tên ta có chữ Diệp, ngươi tự đoán đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi một cách ung dung. Mọi người, người đàn ông áo đen nhìn chằm chằm Diệp Huyên ở phía xa, nhà họ cô tên có chữ Diệp. Cô Diệp. Dứt lời, gã ta xoay người biến mất ở sâu trong tinh không. Nét mặt mọi người đều trở nên kỳ lạ. Đồ thì mình lấy, nhưng lại đổ tội cho người khác. Đương nhiên đây không phải trọng điểm là Diệp Huyên lấy được 100.000 tinh vương. 100.000 đó. Hơn nữa còn là tinh vương. Dù là những đệ tử của gia tộc lớn như bọn họ cũng không có nhiều như thế, đây có thể xem là một khối tài sản lớn. Mọi người đều thấy hâm mộ. Còn Sở Thiên lại hơi khó chịu, mẹ kiếp, lão tử vất vả giao chiến đến tàn phế, ngươi lại đến giành công. Tên khốn kiếp. Lúc này, Diệp Huyên chợt cười nói, Sở Thiên huynh, các ngươi còn đánh nhau nữa không? Tiếp tục đi. Sở Thiên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, có phải ngươi nên chia một nửa số tinh vương đó cho ta không? Hắn ta cũng quyết định mặt dày. 100.000 tinh vương, hắn ta cũng muốn có, dù Diệp tộc rất rộng rãi, nhưng mỗi lần tu luyện cũng chỉ cho khoảng 100 viên. Vì thế, hắn ta cũng khá nghèo. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, ta có thể cho huynh 50.000 viên. Sở Thiên sửng sốt, sau đó hỏi lại, ngươi, thật sự chịu đưa cho ta à? Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên, Diệp Huyên ta không phải kiểu người ăn mảnh, dù sao nếu không có huynh liều mạng, ta cũng không thể chiếm được đống tinh vương này. Sở Thiên nhìn Diệp Huyên, vậy ngươi đưa đây. Diệp Huyên nghiêm túc nói, bây giờ không thể đưa, phải đợi thêm một lúc nữa. Sở Thiên nhíu mày, ngươi lại muốn giở trò gì? Diệp Huyên cười, Sở Thiên huynh, chỉ có 100.000 tinh vương mà huynh đã thỏa mãn rồi ư. Còn ít lắm. Sở Thiên nhìn Diệp Huyên, ngươi có ý gì? Diệp Huyên nghiêm túc nói, không phải vũ trụ thứ nguyên này còn có rất nhiều thiên tài ư. Chúng ta có thể tiếp tục đánh nhau. Lát nữa huynh tiếp tục giao chiến với bọn họ, đánh tan thân thể bọn họ, sau đó ta sẽ xử lý linh hồn của bọn họ, đợi sau khi ta xử lý xong, chúng ta lại đòi tiền chuộc mạng của bọn họ, huynh nghĩ xem, vũ trụ thứ nguyên giàu có như thế. Kha kha, Sở Thiên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, tại sao không phải là ngươi liều mạng, còn ta kết thúc. Diệp Huyên giơ kiếm Thanh Huyên trong tay lên, kiếm này của ta có thể khắc chế được linh hồn, huynh làm được không? Nét mặt Sở Thiên trở nên khó coi. Diệp Huyên nói tiếp, bắt được thiên tài tiếp theo của vũ trụ thứ nguyên, chúng ta không chỉ chia đều, ta còn chia đều cho huynh 100.000 tinh vương này. Nói cách khác, chỉ cần huynh đồng ý, đảm bảo sẽ lấy được không ít hơn 100.000 tinh vương. Mọi người. Vô biên chủ ở phía xa thở dài, nhân tài. Người này rất thích hợp đến hệ ngân hà phát triển. Tăng vô chắp hai tay, sau đó nói, vô biên chủ. Ông rất hay nhắc đến hệ ngân hà, nơi đó có gì đặc biệt à? Vô biên chủ bình tĩnh nói, hộp đêm khá là thú vị. Tăng vô khẽ mỉm cười, vậy sau này vô biên chủ phải dẫn chúng ta đến hộp đêm gì đó chơi, để chúng ta được trải nghiệm đấy. Vô biên chủ quay đầu nhìn tăng vô, không đáp lời. Phía xa, Sở Thiên bị lời nói của Diệp Huyên làm động lòng.
Đương nhiên trên nguyên tắc thì hắn ta không thích Diệp Huyên lắm. Quá vô sỉ. Nhưng hắn ta lại động lòng với Tinh Vương kia. Hắn ta cũng đang cần tiền. Phải biết rằng, việc tu luyện luôn rất nốt tiền, hơn nữa, hắn ta còn cần giúp đỡ nhà họ Sở. Sau một lúc suy nghĩ, Sở Thiên nhìn Diệp Huyên, chia đều đúng không? Diệp Huyên vội vàng gật đầu, đúng thế, đúng thế. Sở Thiên lại hỏi, không dở trò gì chứ? Diệp Huyên lập tức giơ tay phải lên, ta thề. Sở Thiên nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, được. Dứt lời, hắn ta ngồi xếp bằng, bắt đầu chữa thương. Trận chiến lúc trước cũng đã khiến hắn ta bị thương nặng. Thật ra hắn ta cũng khá kiêng dè Diệp Huyên, khi nãy nếu Diệp Huyên không nhằm vào người đàn ông áo đen kia mà là hắn ta cũng không dám chắc chắn có thể đỡ được chiêu kiếm kia của Diệp Huyên. Vì chiêu kiếm kia có thể khắc chế được linh hồn. Sở Thiên ngừng suy nghĩ, bắt đầu tập trung chữa thương. Diệp Huyên ở bên cạnh ngẩng đầu nhìn lên hư không. Lúc này, Thị Ly đột nhiên nói, Diệp Huynh, chiêu kiếm khi nãy của ngươi, rất lợi hại. Thật ra, lúc này trong lòng nàng ta cũng vô cùng khiếp sợ. Vì nàng ta không ngờ thực lực của Diệp Huyên lại mạnh đến thế, lúc trước nàng ta từng gặp Diệp Huyên, khi đó hắn chỉ mới là phá tâm cảnh, nhưng lúc này, hắn chẳng những lên đến vô tâm cảnh, mà chiến lực còn đáng sợ đến thế. Quả bất ngờ, Tần Phong ở bên cạnh Diệp Huyên cũng cười nói, Diệp Huynh, Huynh đúng là thâm tàng bất lộ. Lúc này gã ta đang vừa mừng vừa sợ, sợ trước thực lực của Diệp Huyên, mừng vì trước đó gã ta đã cược đúng. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, ta chỉ là lợi dụng thời cơ thôi. Thị Ly và Tần Phong đều cười không nói gì. Thị Ly nhìn Diệp Huyên, so với thực lực của Diệp Huyên, nàng ta tán thưởng chỉ số thông minh của hắn hơn. Cầm lên được, buông xuống được, hơn nữa còn không biết xấu hổ. Nhân tài. Lúc này, thời không phía xa lại rung động một lần nữa. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên lập tức trở nên hưng phấn. Đến rồi. Vũ trụ thứ nguyên lại đến rồi. Một người đàn ông thứ nguyên nhanh chóng xuất hiện trước mặt mọi người. Người đàn ông thứ nguyên này đeo mặt nạ màu đen, tay cầm một thứ vũ khí đặc biệt, khá giống với Tu La Thứ. Người đàn ông thứ nguyên này vừa xuất hiện, Sở Thiên ở bên cạnh lập tức mở mắt, lúc này, thân thể của hắn ta đã khôi phục. Sở Thiên nhìn người đàn ông thứ nguyên kia, hắn ta chậm rãi đứng dậy, mà lúc này, người đàn ông đó lại nhìn về phía Diệp Huyên, ta đánh với ngươi. Nghe vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt. Diệp Huyên cũng thoáng ngơ ngác, sao người này lại muốn đánh nhau với hắn? Chẳng lẽ là vị người đàn ông áo đen trước đó? Lúc này, người đàn ông thứ nguyên đó nhìn Diệp Huyên, lại nói, đánh với ngươi. Diệp Huyên nổi giận, hắn chỉ vào Sở Thiên, ngươi đánh nhau với hắn đi. Sở Thiên. Người đàn ông thứ nguyên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ta muốn đánh với ngươi. Diệp Huyên phất tay, không đánh. Người đàn ông thứ nguyên nhíu mày, ngươi sợ à? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nhìn về phía Sở Thiên, đánh hắn ta đi. Sở Thiên lạnh lùng đáp, người ta muốn đánh nhau với ngươi mà. Diệp Huyên. Người đàn ông thứ nguyên kia lại nói, kiếm tu, ngươi có đánh hay không đây? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó hỏi lại, ngươi nhất quyết muốn đánh nhau với ta à? Người đàn ông nhìn Diệp Huyên, phải. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, đánh thì đánh. Ngươi có muốn một mình đánh với tất cả chúng ta không? Mọi người, người đàn ông thứ nguyên im lặng một lát rồi nói, không. Ta chỉ đánh nhau với một hình ngươi thôi. Diệp Huyên cạn lời, mẹ kiếp, tên này không ra vẻ nữa à? Chỉ muốn đánh với hắn. Đánh thì đánh. Diệp Huyên đi về phía người đàn ông thứ nguyên, người đàn ông nhìn Diệp Huyên với ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Lúc này, trong người Diệp Huyên xuất hiện một kiếm thế ngút trời. Oanh! Trong nháy mắt, kiếm thế đó lao về phía người đàn ông thứ nguyên tựa như nước lũ. Mà gần như cùng lúc đó, Diệp Huyên đã rời khỏi vũ trụ hiện hữu, chẳng những thế, hắn còn lập tức kích hoạt huyết mạch chi lực và đạo pháp trận cùng với tam sinh trận bên trong kiếm Thanh Huyên. Kiếm ý nhân gian cũng xuất hiện một cách điên cuồng. Chiêu kiếm mạnh nhất. Hắn sử dụng tất cả sức lực của mình trong chiêu kiếm này. Hắn cũng không muốn đại chiến với yêu nghiệt của thứ nguyên tộc giống như Sở Thiên, ngươi một chiêu ta một chiêu, đánh một lúc lâu.
hắn thẳng thừng sử dụng chiêu mạnh nhất. Đánh thắng được thì đánh, không đánh thắng thì có thể chạy. Vào khoảnh khắc Diệp Huyên sử dụng chiêu kiếm kia, sắc mặt tất cả mọi người đều thoáng chốc thay đổi. Con người của người đàn ông thứ nguyên đối diện Diệp Huyên cung chợt co lại. Lúc này, hắn ta thu hồi tất cả sự khinh thường trong lòng, tiến về phía trước một bước, tay phải đảo qua, một con dấu màu đen lóe lên từ trong lòng bàn tay của hắn ta. Một khắc sau, con dấu này chợt rung lên, những tia sáng đen đáng sợ bay ra từ bên trong, cùng lúc đó còn có vô số tiếng gào thét chói tai vang lên. Mà lúc này, kiếm của Diệp Huyên đã chém đến. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, vũ trụ hư không vốn đã khép lại thoáng chốc sụp đổ thành cho bụi. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, người đàn ông thứ nguyên và con dấu trong tay hắn ta đồng loạt lùi lại cả triệu trượng. Lập tức biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Tất cả mọi người đều hóa đá. Diệp Huyên nhìn về phía xa, lúc này, con dấu màu đen trong tay người đàn ông đó đã vỡ vụn. Cùng lúc đó, thân thể của người đàn ông thứ nguyên cũng biến mất. Chỉ còn lại linh hồn. Diệp Huyên đang định ra tay thì lúc này, Sở Thiên bên cạnh chợt nói, để ta. Dứt lời, hắn ta bèn muốn ra tay, nhưng Diệp Huyên đột nhiên ngăn lại, lần này người ta không muốn đánh hội đồng. Nghe vậy, nét mặt Sở Thiên cứng đờ. Diệp Huyên hơi cạn lời, tên này cũng muốn tranh công à. Sở Thiên nhìn người đàn ông thứ nguyên phía xa, lắc đầu, thầm nói đáng tiếc. Diệp Huyên nhìn người đàn ông đang nhìn con dấu đã vỡ tan trong tay, sau một hồi im lặng, hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyên, đang định cất lời thì một thanh kiếm đã xuất hiện trước mặt hắn ta tựa như bóng ma. Trảm tương lai, sau khi có thêm tam sinh chi lực, chiêu kiếm này càng đáng sợ hơn. Sau khi kiếm đâm vào giữa chân mày người đàn ông áo đen, hắn ta mới nhận ra. Đương nhiên cũng đã muộn rồi. Oanh! Người đàn ông thứ nguyên bị cố định tại chỗ, linh hồn bị kiếm Thanh Huyên trói lại. Tất cả mọi người đều hóa đá. Thế là thắng rồi sao? Sở Thiên nhìn Diệp Huyên chăm chú, không biết đang nghĩ gì. Ở một bên khác, Tăng Vô bên cạnh Vô Biên Chủ nhẹ giọng nói, Kháo Sơn Vương này lợi hại đấy. Vô Biên Chủ lạnh nhạt đáp, chỉ thế này đã xem là lợi hại rồi à? Tăng Vô thoáng do dự, sau đó nói, thừa nhận một người ưu tú khó lắm sao? Vô Biên Chủ nhìn Tăng Vô, lão hòa thượng, có phải ngươi muốn nói ta hẹp hòi không? Tăng Vô chắp hai tay không đáp. Vô Biên Chủ lắc đầu, ta thật sự phục ngươi rồi. Dứt lời, ông ta nhìn Diệp Huyên phía xa, sau đó nói, hắn bây giờ chỉ có thể xem là tạm được thôi, so với hai yêu nghiệt chân chính của thứ nguyên tộc vẫn có chênh lệch khá lớn. Vì chiêu kiếm khi nãy là chiêu kiếm mạnh nhất của hắn, nó có thể uy hiếp được hai thiên tài kia của thứ nguyên tộc, nhưng không thể thắng nổi bọn họ, hiểu không? Tăng Vô trầm giọng hỏi, bọn họ sẽ xuất hiện chứ? Vô Biên Chủ gật đầu, nếu là trước đó, chắc chắn bọn họ sẽ không xuất hiện. Nhưng bây giờ chắc chắn sẽ xuất hiện, vũ trụ thứ nguyên liên tục thua trận, nếu không ra mặt, vũ trụ thứ nguyên bọn họ còn mặt mũi gì nữa? Tăng Vô nhìn Diệp Huyên phía xa. Nhẹ giọng nói, hy vọng Kháo Sơn Vương này gặp dữ hóa lành. Vô Biên Chủ nhìn Tăng Vô, lão hòa thượng, có phải ngươi tu Phật Pháp nhiều quá nên đầu óc có vấn đề rồi không? Ngươi đang lo lắng cho Kháo Sơn Vương à? Tăng Vô nghiêm túc nói, bây giờ Kháo Sơn Vương đang đại diện cho vũ trụ bình hành chúng ta. Vô Biên Chủ lạnh nhạt nói, còn vũ trụ bình hành nữa, ngươi thật đúng là. Tăng Vô chắp hai tay, không nói thêm gì nữa. Diệp Huyên ở phía xa nhìn người đàn ông thứ nguyên bị kiếm của hắn trói lại kia, hắn mở lòng bàn tay, nhẫn chứa đồ trên người người đàn ông bay vào tay hắn, hắn nhìn thoáng qua, hơi nhếch môi, sau đó nhìn về phía người đàn ông, bảo người nhà ngươi đến chuộc ngươi đi. Đương nhiên nếu ngươi cảm thấy khó xử thì có thể tự sát, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên, chiêu kiếm khi nãy của ngươi tên gì? Ta cảm nhận được rất nhiều lực lượng khác nhau. Diệp Huyên bình tĩnh đáp, đừng hỏi những chuyện không có ý nghĩa này nữa. Bảo người nhà ngươi đưa tiền đi. Người đàn ông im lặng một lát rồi nói, ngươi muốn bao nhiêu? Diệp Huyên cười đáp, 200.000 tinh vương. Hắn thẳng thừng tăng lên gấp đôi. Vốn cho rằng người đàn ông thứ nguyên này sẽ mặc cả, nhưng hắn không ngờ rằng hắn ta lại nói thẳng, được thôi. Nghe thấy lời của người đàn ông, Diệp Huyên sững sốt, hắn chần chừ một lát rồi hỏi,
tinh vương rất phổ biến ở chỗ các ngươi à? Người đàn ông thứ nguyên nhìn Diệp Huyên, cũng không phổ biến lắm. Diệp Huyên xa sầm mặt. Mẹ kiếp! Chắc chắn ở vũ trụ thứ nguyên còn có thứ nguyên tinh cấp bậc cao hơn. Lúc này, người đàn ông mở lòng bàn tay, không gian trong lòng bàn tay hắn ta khẽ rung, một chiếc nhẫn thứ nguyên xuất hiện, hắn ta nhìn Diệp Huyên, nhẫn chứa đồ chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên nhận lấy nhẫn chứa đồ, dù lần này kiếm được hơn 200.000 tinh vương, nhưng hắn vẫn không vui lắm. Vì đòi quá ít, nên đòi hẳn 1 triệu mới đúng. Lúc này, người đàn ông thứ nguyên đó hỏi, ta có thể đi được chưa? Diệp Huyên nhìn người đàn ông thứ nguyên, người đi đi. Sau đó, hắn mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên quay lại trong tay hắn. Diệp Huyên xoay người rời đi. Lúc này, người đàn ông thứ nguyên đột nhiên hỏi, người tên gì? Diệp Huyên xoay người nhìn hắn ta, sao nào, muốn trả thù ta à? Người đàn ông bình tĩnh đáp, chỉ hỏi thử thôi. Diệp Huyên cười đáp, ta là kiếm tu, người cảm thấy ta sẽ là ai? Người đàn ông thứ nguyên nhìn Diệp Huyên, theo điều tra của chúng ta, cô tộc chỉ có một cô Diệp, cho nên ngươi là cô Diệp, đúng không? Diệp Huyên cười to, chuyện này không liên quan đến cô tộc, nếu các ngươi muốn trả thù thì cứ đến tìm ta, đừng đi tìm cô tộc. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, yên tâm, vũ trụ thứ nguyên của ta không vô sỉ như thế, chúng ta nhất định sẽ đến tìm ngươi. Diệp Huyên cạn lời. Mẹ kiếp! Các ngươi có thể vô sỉ mà. Đi trả thù cô tộc đi. Đừng khách sáo. Sau khi người đàn ông kia thua trận, vũ trụ bình hành lại xem như thắng một ván nữa. Mà bây giờ, bên phía vũ trụ bình hành đã chiến thắng cả 3 trận. Mấy người Sở Thiên ở bên cạnh nhìn thoáng qua Diệp Huyên, Diệp Huyên rõ ràng là người chiến thắng lớn nhất. Bây giờ hắn có ít nhất hơn 300.000 tinh vương trong tay. Đây là một khoản tài sản khổng lồ, vì chỉ có 10 thế lực lớn mới có thể có nhiều tinh vương như thế, hơn nữa cũng không thể lấy ra một cách dễ dàng. Mà bây giờ một mình Diệp Huyên đã có mấy trăm nghìn tinh vương. Người này đến để luận bàn à, rõ ràng là đến kiếm tiền. Đương nhiên Diệp Huyên rất vui, cộng với 2 chiếc nhẫn chứa đồ kia, hắn đã có khoảng 400.000 tinh vương. 400.000. Có số tiền lớn này. Trong một khoảng thời gian ngắn hắn sẽ không cần ưu sầu về tài nguyên tu luyện nữa, chẳng những thế, thư viện Quan Huyên cũng có thể phát triển một cách nhanh chóng. Thật là lời to. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên đột nhiên nhìn thoáng qua mọi người xung quanh, khi thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình, hắn khẽ mỉm cười vung tay phải, trước mặt mỗi người đều xuất hiện một chiếc nhẫn chứa đồ. Bên trong mỗi chiếc nhẫn chứa đồ có khoảng 10.000 tinh vương. Trước mặt Sở Thiên kia cũng có. Hơn nữa, trong nhẫn chứa đồ trước mặt Sở Thiên có tận 50.000 tinh vương. Thấy cảnh này, mọi người sửng sốt. Diệp Huyên cười nói, các vị, cho dù chúng ta có ân oán gì trong vũ trụ bình hành, thì giờ phút này, chúng ta vẫn là một, chúng ta đều đại diện cho vũ trụ bình hành, các vị nghĩ sao? Mọi người không chút do dự nhận lấy nhẫn chứa đồ trước mặt. Tần Phong ở bên cạnh cười nói, đương nhiên là chúng ta đều đại diện cho vũ trụ bình hành rồi, chúng ta là một. Thị Ly nhận lấy nhẫn chứa đồ, nàng ta nhìn Diệp Huyên, hơi nhếch môi, không biết đang nghĩ gì. Nàng ta phát hiện, nàng ta ngày càng thích người đàn ông trước mắt rồi. Đương nhiên Diệp Huyên có thể không chia số tinh vương này cho mọi người, nhưng mọi người chắc chắn sẽ có ý kiến với hắn. Dù đây là bản thân Diệp Huyên chiến thắng giành được. Nhưng dù sao bây giờ bọn họ cũng là một tập thể, thấy Diệp Huyên chiếm lợi một mình, chắc chắn bọn họ cũng không vui. Con người đều rất ích kỷ. Đương nhiên dù Diệp Huyên không cho, bọn họ cũng không dám nói gì, nhưng lát nữa nếu Diệp Huyên thật sự bị đánh hội đồng, chắc chắn bọn họ sẽ không giúp. Lợi ích người lấy, nguy hiểm thì mọi người lại cùng chịu, làm gì có đạo lý này. Nhưng bây giờ thì khác, Diệp Huyên đã ràng buộc mọi người lại với nhau. Rất thông minh. Sở Thiên ở bên cạnh cũng không chút do dự nhận lấy nhẫn chứa đồ kia. 50.000 tinh vương cũng không phải một con số nhỏ với hắn ta. Mà hắn ta cũng không ngờ Diệp Huyên lại cho mình nhiều như thế. Diệp Huyên lên tiếng, các vị, chắc chắn vũ trụ thứ nguyên sẽ còn phái cường giả đến. Nhìn từ tình hình khi nãy, người của vũ trụ thứ nguyên đều rất giàu có.
người càng yêu nghiệt sẽ càng giàu. Nhưng qua trận chiến vừa rồi, nếu vũ trụ thứ nguyên lại có người đến thì chắc chắn sẽ là yêu nghiệt hàng đầu thật sự. Dứt lời, hắn nhìn thoáng qua mọi người rồi nói tiếp, suy nghĩ của ta rất đơn giản, không thể đánh đơn được, vì chúng ta không có khả năng chiến thắng. Sở Thiên ở bên cạnh chợt nói, vì sao không có khả năng chiến thắng? Diệp Huyên vội đáp, được, vậy lát nữa Sở Huynh lên trước. Nét mặt Sở Thiên cứng đờ, hắn ta nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, người nói trước đã. Diệp Huyên cười đáp, các ngươi không phát hiện ư, yêu nghiệt của vũ trụ thứ nguyên này rất kiêu ngạo, bọn họ coi thường chúng ta. Lát nữa, ta sẽ lừa, à không, lát nữa, ta sẽ nói chuyện với bọn họ, sau đó các ngươi nhìn ta ra hiệu rồi hành động, ta nói ra tay, các ngươi nhất định phải ra tay, hiểu không? Đánh hội đồng. Sở Thiên nói với giọng điệu nặng nề, đánh hội đồng người ta có phải không được ổn lắm không? Diệp Huyên nhìn Sở Thiên, không đánh hội đồng cũng được, Huynh lên trước, sau khi Huynh và đối phương đều bị thương, chúng ta sẽ lên giải quyết, được chứ? Sở Thiên lập tức xa sầm mặt, sao ngươi có thể làm thế được? Diệp Huyên nói, vậy thì nghe theo ta. Sở Thiên lập tức đáp, được. Diệp Huyên. Nét mặt mọi người đều hơi kỳ lạ. Diệp Huyên lại nói, các vị, dù các người đều là nhân vật đại diện trong tộc, nhưng mỗi năm các người có thể lấy được bao nhiêu tinh vương. Mà các người cũng thấy đó, yêu nghiệt và thiên tài của vũ trụ thứ nguyên này người sau giàu hơn người trước. Chỉ cần các người nghe theo ta, cùng ta xông pha, hôm nay kiếm tiền, ngày mai trở nên mạnh mẽ, tương lai sẽ là của các ngươi. Mọi người. Diệp Huyên còn muốn nói gì đó. Nhưng chân trời phía xa đột nhiên rung động dữ dội. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên vội nói, các ngươi chuẩn bị đi, nghe theo lệnh ta. Mọi người. Một người đàn ông thứ nguyên nhanh chóng xuất hiện trước mặt mọi người không xa. Chỉ có một người đến. Diệp Huyên hơi nhếch môi, nhưng sau đó, nét mặt hắn lại trở nên nặng nề. Nguy hiểm. Đây là cảm giác của hắn lúc này. Mà lúc này, nét mặt Sở Thiên cũng trở nên vô cùng nặng nề. Người thứ nguyên này hoàn toàn khác với mấy người trước đó. Bên kia, Vô Biên Chủ cười nói, Lan Hưu, người đứng thứ hai trong thế hệ trẻ của vũ trụ thứ nguyên. Tăng Vô nhìn Vô Biên Chủ, yêu nghiệt hàng đầu vũ trụ thứ nguyên à. Vô Biên Chủ gật đầu, trước mắt đã là thứ nguyên cảnh tầng 5, thật sự rất lợi hại. Đừng nói là trong thế hệ trẻ. Dù là thế hệ trước của và trụ bình hành cũng không có bao nhiêu người có thể thắng được hắn ta. Lần này, Kháo Sơn Vương sắp bị đánh thê thảm rồi. Tăng Vô nhìn Lan Hưu phía xa, sau đó hỏi, Vô Biên Chủ, ông có thể thắng được hắn ta không? Vô Biên Chủ quay đầu nhìn Tăng Vô, đầu chọc, rốt cuộc ta phải làm thế nào, người mới có thể cảm thấy ta rất lợi hại đây. Tăng Vô. Phía xa, Diệp Huyên nhìn người đàn ông thứ nguyên trước mặt, cười hỏi, xưng hô thế nào? Người đàn ông thứ nguyên đáp, Lan Hưu. Diệp Huyên cười, ta tên Diệp Huyên. Lan Hưu nhìn Diệp Huyên, ta biết ngươi, hình như ngươi rất nghèo. Diệp Huyên đen mặt, ngươi nói cái gì vậy? Lan Hưu lắc đầu, lên đi, chúng ta tiếp tục đánh nhau. Diệp Huyên nghiêm túc nói, chúng ta đông người như thế lại đánh một mình ngươi hình như không ổn lắm. Lan Hưu nhíu mày, ta nói sẽ đánh với tất cả các ngươi à? Diệp Huyên chớp mắt, cảnh giới của ngươi là gì? Lan Hưu đáp, thứ nguyên cảnh tầng 5. Diệp Huyên lại nói, ta mới chỉ là vô tâm cảnh. Lan Hưu nhìn Diệp Huyên, hình như chuyện này đâu liên quan gì đến ta. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó hỏi, ta có thể gọi người giúp không? Lan Hưu nhìn hắn, có thể. Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức chỉ vào Lan Hưu, đánh hắn. Dứt lời, hắn lập tức xông lên. Thấy Diệp Huyên xông lên, mấy người nhóm Tần Phong thoáng sửng sốt, sau đó, Tần Phong lập tức lao đến. Thấy Tần Phong lao đi, những người còn lại ngơ ngác một lúc rồi cũng đuổi theo. Lúc này, bọn họ chẳng thèm thể diện gì nữa cả, dù sao Lan Hưu kia cũng đã đồng ý cho Diệp Huyên gọi người giúp rồi mà. Sở Thiên do dự một lúc rồi cũng xông lên. Tất cả mọi người đều sử dụng đòn tấn công mạnh nhất của mình. Đánh hội đồng. Thấy mấy người nhóm Diệp Huyên xông lên, Lan Hưu thoáng chốc ngơ ngác, cái quái gì vậy? Gọi người giúp. Ngươi gọi nhiều người thế à? Hắn ta vốn cho rằng Diệp Huyên chỉ gọi một hai người,
Theo hắn ta thấy, chỉ cần chú trọng thể diện một chút, có lẽ sẽ không gọi quá hai người. Mà Diệp Huyên này lại thẳng thừng gọi một đám người. Đây là hành động gì vậy? Lan Hưu còn muốn nói gì đó, nhưng lúc này, kiếm của Diệp Huyên đã chém đến. Vẫn là một đòn mạnh nhất, mà xung quanh còn có vô số những đòn mạnh nhất khác. Lan Hưu, âm ầm, trong hư không vô tận thoáng chốc vang lên những tiếng nổ động trời. Cứ thế kéo dài khoảng nửa canh giờ mới dừng lại, mà lúc này, Lan Hưu kia đã chỉ còn lại mỗi linh hồn, kiếm Thanh Huyên cắm vào giữa chân mày của hắn ta. Kiếm Thanh Huyên. Thắng rồi. Đương nhiên phải thắng. Dù Lan Hưu có mạnh hơn nữa cũng đâu thể đỡ được việc bị đánh hội đồng. Phải biết rằng, mấy người bên Diệp Huyên cũng không phải người bình thường. Nhưng dù hợp tác đánh thắng được Lan Hưu, nhưng sắc mặt mấy người nhóm Diệp Huyên vẫn vô cùng nặng nề, vì khi nãy Lan Hưu này đã kéo dài được nửa canh giờ. Như thế thật sự hơi khó tin. Nếu không đánh hội đồng, e rằng không ai trong bọn họ có thể đánh tay đôi chiến thắng được đối phương. Diệp Huyên thầm thở dài, vũ trụ thứ nguyên này sao nhiều yêu nghiệt vậy? Diệp Huyên thôi suy nghĩ, nhìn Lan Hưu phía xa, hắn mở lòng bàn tay, một chiếc nhẫn chứa đồ trên người Lan Hưu chậm rãi bay vào tay hắn, hắn nhìn thoáng qua, lập tức tỏ vẻ giật mình. Bên trong có khoảng hơn 300.000 tinh vương. Như thế chia đều thì mỗi người đều có ít nhất mấy chục nghìn. Diệp Huyên lập tức chia tinh vương. Sau khi lấy được tinh vương, mọi người đều mặt mày hớn hở. Trong thoáng chốc kiếm được mấy chục nghìn tinh vương, đúng là quá đã. Diệp Huyên nhìn Lan Hưu phía xa, Lan Hưu nhìn chằm chằm Diệp Huyên, vô sỉ. Diệp Huyên nghiêm túc nói, người đã đồng ý cho ta gọi người giúp đỡ rồi mà. Lan Hưu nổi giận, người gọi nhiều quá. Diệp Huyên chớp mắt, ta cũng không nói là chỉ gọi một người. Lan Hưu lập tức vô cùng tức giận. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, đừng nói gì thêm nữa. Gọi người nhà của ngươi đến chuộc ngươi đi. Lan Hưu nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không nói một lời. Diệp Huyên cười hỏi, sao nào? Ngươi không muốn sống nữa à? Lan Hưu im lặng. Diệp Huyên nhíu mày, hắn động tâm niệm, kiếm Thanh Huyên rung lên, bắt đầu hấp thụ linh hồn của Lan Hưu. Mà nét mặt Lan Hưu vẫn rất bình tĩnh, không nói một lời. Diệp Huyên lập tức xa đầm mặt. Đây là gặp kẻ cứng đầu rồi, cứ giết thế ư, không được. Nếu giết như thế, chẳng những không kiếm được tiền còn có thể xảy ra chuyện lớn nữa. Nghĩ vậy, Diệp Huyên chợt cười nói, chết đi như thế, ngươi không cảm thấy uất ức à? Lan Hưu mở mắt nhìn về phía Diệp Huyên nói tiếp, ngươi sống tiếp, lần sau chúng ta có thể đấu tay đôi. Một chọi một, không nhờ người khác giúp đỡ. Lan Hưu im lặng. Thấy Lan Hưu hơi động lòng, Diệp Huyên vội nói tiếp, giữ lại tòa núi xanh, không sợ không có củi. 1 triệu tinh vương, chúng ta chỉ cần 1 triệu tinh vương thôi. Nghe vậy, Lan Hưu mở lòng bàn tay, thời không vặn vẹo, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện, sau đó bay đến trước mặt Diệp Huyên. Bên trong vừa khéo có 1 triệu tinh vương. Diệp Huyên im lặng. Lại bảo ít đi. Mẹ kiếp. Mà lúc này... Lại có một chiếc nhẫn chứa đổ bay tới trước mặt mấy người Diệp Huyên. Bên trong có 500.000 tinh vương. Lan Hưu nhìn Diệp Huyên, ta không biết ngươi nghèo như thế. Cho ngươi thêm một chút đấy. Diệp Huyên. Sơ suất. Thật sự quá sơ suất. Diệp Huyên nhìn nhẫn chứa đổ trước mặt, hoàn toàn cạn lời. Hắn bị coi thường. Nhưng hắn lại không thể phản bác, vì hắn thật sự rất nghèo. Đương nhiên, lúc này hắn cũng đã biết tinh vương vô cùng quý giá ở vũ trụ bình hành chỉ là tinh thạch bình thường ở vũ trụ thứ nguyên mà thôi. Diệp Huyên không nghĩ nhiều nữa, hắn nhận lấy nhẫn chứa đồ, sau đó phân chia cho mỗi người được khoảng 200.000 tinh vương. Còn Diệp Huyên có tổng cộng 500.000. 500.000 tinh vương. Đây là một khối tài sản rất lớn ở vũ trụ bình hành. Nhưng rõ ràng nó không phải số tiền lớn ở vũ trụ thứ nguyên. Diệp Huyên nhìn về phía Lan Hưu, hắn mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên rời khỏi linh hồn của Lan Hưu, ngươi đi đi. Lan Hưu nhìn Diệp Huyên, ngươi tên cô Diệp đúng không? Diệp Huyên nhún vai không đáp, xoay người rời đi. Lan Hưu đột nhiên nói, ngươi rất mặt dày. Nói xong, hắn ta xoay người biến mất. Bây giờ,
hắn ta đã không còn khả năng tiếp tục chiến đấu nữa, vì không chỉ thân thể bị đánh tan mà linh hồn cũng đã bị kiếm thanh huyên hấp thu một chút, trở nên rất suy yếu. Vì thế, hắn ta quyết định rời đi. Sau khi Lan Hưu đi, Diệp Huyên cất lời, chúng ta đi thôi. Đi. Mọi người sửng sốt. Diệp Huyên lại nói, đi ngay bây giờ. Dứt lời, hắn xoay người ngự kiếm biến mất ở nơi sâu trong tinh không. Mọi người xung quanh đưa mắt nhìn nhau, sau đó, Thị Ly và Tần Phong xoay người biến mất. Lúc này, mọi người cũng hiểu ra. Nên dừng lại đúng lúc. Lan Hưu này đã mạnh như thế rồi, nếu lại có thiên tài khác của vũ trụ thứ nguyên đến, đáng sợ nhất không phải là một thiên tài yêu nghiệt giống với Lan Hưu đến, mà là vô số thiên tài của vũ trụ thứ nguyên đến. Nếu hai bên xảy ra mâu thuẫn ở đây, vũ trụ bình hành không hề có chút lợi thế nào. Một chút cũng không. Bây giờ rời đi đã lãi to rồi. Sau khi hiểu ra, người của vũ trụ bình hành xung quanh lập tức biến mất ở phía xa. Mọi người vừa biến mất không lâu, lại có một cô gái thứ nguyên xuất hiện, nhưng khi nhìn thấy xung quanh không có một ai, cô gái này lập tức nhíu mày. Như phát hiện ra điều gì, cô gái thứ nguyên quay đầu nhìn về phía tinh không xa xôi, vô biên chủ. Vô biên chủ cười nói, Cố Triều Tịch. Cô gái tên Cố Triều Tịch gật đầu, chào tiền bối. Vô biên chủ cười to, người không tệ, có lẽ có hy vọng tiến vào Thánh Vương Điện. Cố Triều Tịch hành lễ, đa tạ. Vô biên chủ cười khẽ, sau đó xoay người rời đi. Thần Minh và Tăng Vô vội vàng đuổi theo. Cố Triều Tịch nhìn vô biên chủ phía xa, rơi vào trầm tư. Phía xa, Tăng Vô bên cạnh vô biên chủ chợt hỏi, nàng là người đứng đầu thế hệ trẻ ở vũ trụ thứ nguyên hiện tại à? Vô biên chủ gật đầu. Tăng Vô trầm giọng nói, đúng là rất đáng sợ. Vô biên chủ cười nói, nhà đầu này có cơ hội tiến vào Thánh Vương Điện. Mà Thánh Vương Điện này chính là thánh địa trong lòng tất cả người thứ nguyên. Tăng Vô hỏi, ông từng đến đó rồi à? Vô biên chủ gật đầu. Tăng Vô nhìn vô biên chủ, người của Thánh Vương Điện cũng rất kính trọng ông sao? Vô biên chủ cười to, ông đoán xem. Tăng Vô cười khổ, vô biên chủ, ông che giấu quá kỹ. Thần Minh chợt nói, vô biên chủ, ta vẫn luôn tò mò một chuyện. Vô biên chủ cười đáp, ngươi nói đi. Thần Minh trầm giọng nói, lúc trước ông nói, mục đích của ông là giết Kháo Sơn Vương, nhưng ông biết nhiều cường giả như thế, vì sao lúc trước lại phải kêu gọi cường giả ở vô biên chi địa? Vô biên chủ khẽ thở dài, nếu gọi người của vũ trụ thứ nguyên, tên tiểu tử kia thấy thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, hắn sẽ không tự mình cố gắng. Chắc chắn hắn sẽ gọi người luôn, hiểu không? Nói xong, ông ta lắc đầu, vốn là có cơ hội giải quyết hắn. Tiếc là có người sợ chết, không dám thay ta ngăn cản cô gái váy trắng, nếu không có lẽ bây giờ đã kết thúc rồi. Thần Minh hỏi, chủ nhân của bút đại đạo à? Vô biên chủ gật đầu. Thần Minh hơi tò mò, chủ nhân bút đại đạo có lợi hại không? Vô biên chủ nhìn về phía thần Minh, người nghĩ sao? Thần Minh trầm giọng nói, nhưng ta cảm thấy dường như y rất không có cảm giác tồn tại. Vô biên chủ nhẹ giọng nói, đây mới là điểm đáng sợ nhất. Thần Minh. Vô biên chủ lại nói, ta khuyên ngươi bớt nói về y đi, người này còn mặt dày hơn cả Diệp Huyên. Ngươi không có thiên mệnh, tốt nhất nên khiêm tốn một chút. Thần Minh hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi gì thêm. Vô biên chủ nói đúng. Vẫn nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Vô biên chủ nhìn về phía xa, nhẹ giọng nói, đi xem thử nơi ô danh là lối vào vũ trụ thứ nguyên 9 đi. Đương nhiên với vũ trụ bình hành, nơi đó không phải nơi ô danh, mà là nơi vinh quang. Những người từng chinh chiến ở vũ trụ thứ nguyên đều là tấm gương cho vũ trụ bình hành. Tăng Vô trầm giọng nói, vũ trụ bình hành và vũ trụ thứ nguyên có mâu thuẫn rất sâu sắc. Vô biên chủ cười nói, cùng loài xét đúng sai. Khác loài xét lập trường, có mâu thuẫn là chuyện rất bình thường. Tăng Vô chợt nói, thật ra ta đột nhiên cảm thấy, trật tự mới mà Kháo Sơn Vương kia xây dựng cũng rất tốt. Vô biên chủ im lặng, Tăng Vô nhìn ông ta, ông thấy sao? Vô biên chủ im lặng một lát rồi đáp, không liên quan đến ta. Tăng Vô cười khổ, ta cảm thấy một trật tự hoàn toàn mới có thể khiến những vũ trụ này hòa bình hơn. Rõ ràng là người khác không làm được, nhưng Kháo Sơn Vương thì có thể.
Vô biên chủ cười nói, một trật tự hoàn toàn mới không đơn giản đâu, nhưng mà... Nói đến đây, ông ta im lặng một lát rồi mới tiếp tục, người nói đúng, nếu vũ trụ muốn xuất hiện một trật tự hoàn toàn mới, thì chỉ có tiểu tử kia có thể làm được. Muốn người có người, muốn tiền có tiền, hơn nữa hắn còn rất nhanh nhạy, không bảo thủ. Tăng Vô cười nói, sau khi chúng ta không đối đầu với Kháo Sơn Vương nữa, ta chợt phát hiện tên này cũng được lắm, đương nhiên chỉ là hơi mặt dày quá. Vô biên chủ nhìn Tăng Vô, sau đó lại nhìn về phía xa, nhẹ giọng nói, thế giới này không cần một trật tự mới. Diệp Huyên trở lại Quan Huyên Thành. Sau khi về thành, hắn lập tức tìm đến Tần Quan, sau đó đặt một chiếc nhẫn chứa đồ xuống trước mặt nàng ta. Tần Quan nhìn nhẫn chứa đồ, khi nhìn thấy khoảng 500.000 tinh vương bên trong, nàng ta lập tức sửng sốt, nhiều thế. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Tần Quan lập tức nhận lấy nhẫn chứa đồ, sau đó nói, ta sẽ giữ nó. Nét mặt Diệp Huyên cứng đờ. Con mẹ nó. Cô cứ thế giữ luôn à. Tần Quan lại đưa cho Diệp Huyên một chiếc nhẫn chứa đồ, bên trong chỉ có 100.000 tinh vương, đây là cho ngươi dùng để tu luyện, có lẽ có thể dùng rất lâu, ngươi tạm dùng đi. Diệp Huyên chần chừ một lát rồi nói, cái này. Tần Quan cười hì hì, ngươi lo chuyện bên ngoài, ta lo chuyện nội bộ, ngươi biết đấy, bây giờ muốn phát triển Quan Huyên Thành cần rất nhiều tiền, mà tinh vương để ở chỗ ta có thể mang đi đẻ, à không phải, ta có thể để tiền đẻ ra tiền. Diệp Huyên bất đắc dĩ nói, được. Nói xong, hắn vội vàng cất nhẫn chứa đổ đi. Tần Quan cười nói, lần này ngươi ra ngoài thu hoạch được nhiều đấy. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Tần Quan nghiêm túc nói, để ta tính xem, tiếp theo đây, chúng ta không chỉ muốn phát triển ở vũ trụ bình hành, mà còn ở vũ trụ thứ nguyên nữa. Diệp Huyên nhíu mày, vũ trụ thứ nguyên. Tần Quan gật đầu, gần đây ta đã tìm hiểu cẩn thận về vũ trụ thứ nguyên, ta phát hiện, vũ trụ thứ nguyên cao cấp hơn vũ trụ bình hành của chúng ta rất nhiều. Nhưng tạm thời không thể mở thư viện ở đó, vì nền văn minh khác nhau, văn hóa khác nhau, bây giờ chúng ta vẫn chưa thể mở thư viện, nhưng chúng ta có thể mở tiên bảo các ở đó. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô muốn mở tiên bảo các ở đó. Tần Quan gật đầu, để làm ăn. Diệp Huyên lắc đầu, rất khó. Vì bọn họ hoàn toàn không có khả năng cho phép chúng ta mở tiên bảo các ở đó. Tần Quan nhếch môi, ta có cách. Diệp Huyên hơi tò mò, cô có cách á? Tần Quan gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên càng tò mò hơn, cách gì? Tần Quan cười nói, tạm thời giữ bí mật, hi hi. Diệp Huyên. Tần Quan lại nói, nhiệm vụ quan trọng của ngươi bây giờ là đột phá, ngươi phải nhanh chóng đột phá đến bỉ ngạn cảnh. Sau đó lại tiếp tục đột phá lên trên. Diệp Huyên gật đầu, lần này ta quay lại là vì muốn tu luyện. Tần Quan đứng dậy, vậy ngươi tu luyện đi, ta phải đi làm việc. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên lấy ra một tấm bản đồ, sau đó chỉ vào một nơi bên trong, đây là nội vực, nhà họ Tần đã nói sẽ tặng cho chúng ta, nơi đó có long mạch. Cô phái người đi nhận đi. Tần Quan nhìn thoáng qua. Sau đó ngạc nhiên hỏi lại, bọn họ đưa cho chúng ta luôn à? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Tần Quan giơ ngón tay cái, lợi hại. Diệp Huyên cười ha ha, vô cùng đắc ý. Tần Quan lại nói, ta sẽ lập tức phái người đến tiếp quản. Ngoài ra, ta muốn mượn kiếm của ngươi dùng tạm. Diệp Huyên lập tức hỏi, cô muốn xây dựng truyền tống trận à? Tần Quan gật đầu, đúng thế. Ta có nghiên cứu rồi, ta phát hiện. Truyền tống trận của cổ hoang này khá lạc hậu, hơn nữa chỉ có 10 thế lực lớn mới có, cũng không được thông dụng. Cho nên ta muốn xây dựng một hệ thống truyền tống trận hoàn chỉnh ở nơi này, chỉ cần xây dựng xong, chúng ta sẽ có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng bây giờ có hai vấn đề, một là danh tiếng của chúng ta chưa đủ lớn, nếu xây dựng truyền tống trận, e rằng sẽ có người đến gây chuyện. Hai là chúng ta cần xây truyền tống trận ở rất nhiều nơi, mà mỗi nơi đều phải có người trấn thủ, chúng ta thiếu người. Nói xong, nàng ta nhếch môi, lúc trước ta có hơi đau đầu, nhưng bây giờ thì không. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Tần Quan giơ nhẫn chứa đồ trong tay lên, số tiền này thật sự là một khoản tiền lớn. Có nó, ta có thể làm rất nhiều chuyện, cho ta một chút thời gian, ta có thể khiến nó tăng lên gấp mười mấy lần. Diệp Huyên hơi tò mò, cô làm cách nào?
Tần Quan nhếch môi, người đoán xem. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, đừng nói cô cầm nó đi làm thủ thuật gài mồi nhé. Nếu thế thì ta cũng sẽ. Tần Quan trừng Diệp Huyên, thủ thuật gài mồi gì, ta là kiếm tiền đàng hoàng. Diệp Huyên. Kiếm tiền. Diệp Huyên không để ý đến Tần Quan, hắn biết với thực lực của Tần Quan, chắc chắn nàng ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Hắn không cần quan tâm đến chuyện tiền bạc, mục tiêu chính của hắn bây giờ chính là trở nên mạnh mẽ. Sau khi tiếp xúc với vũ trụ thứ nguyên, hắn phát hiện thực lực của hắn bây giờ vẫn còn kém rất xa. Sau khi quay lại tiểu tháp, Diệp Huyên cắn nuốt mấy viên tinh vương. Bây giờ hắn hoàn toàn không cần tiết kiệm tinh vương nữa. Hoàn toàn có đủ tài nguyên tu luyện. Sau khi nuốt tinh vương, trong người Diệp Huyên bắt đầu có một lực lượng vô cùng tinh thuần bộc phát. Thứ nguyên chi lực. Diệp Huyên bắt đầu hấp thu những thứ nguyên chi lực này. Sau khi thứ nguyên chi lực tiến vào thân thể, hơi thở của Diệp Huyên ngày càng mạnh hơn. Trong lúc Diệp Huyên tu luyện, vũ trụ thứ nguyên đang rất xôn xao. Vũ trụ thứ nguyên 8. Lúc này, trước một đại điện sang trọng tập trung một đám người trẻ tuổi của vũ trụ thứ nguyên. Lúc này, những người trẻ tuổi này đều lòng đầy căm phẫn, tức giận không thôi. Từ trước đến giờ, khi thế hệ trẻ của vũ trụ thứ nguyên và vũ trụ bình hành giao chuyện, bọn họ chưa bao giờ bị đánh bại hoàn toàn như hôm nay. Thất bại hoàn toàn. Không chỉ thế còn bị người ta lấy đi mấy triệu tinh vương. Có thể nói là vô cùng nhục nhã. Mọi người tập trung ở thứ nguyên thần điện. Mỗi một vũ trụ thứ nguyên đều có một thứ nguyên thần điện, mà thứ nguyên thần điện này chính là Thánh Vương Điện, chỉ thuộc về quyền quản lý của Thánh Vương Điện. Giao chiến lần nữa. Có người thứ nguyên đột nhiên vung tay hô to. Mọi người nhanh chóng đồng loạt hưởng ứng. Giao chiến lần nữa. Bọn họ tuyệt đối không thể chấp nhận kết quả này. Lúc này, lại có người thứ nguyên nói, bọn họ giành được lợi ích rồi, chắc chắn không muốn giao chiến lần nữa. Có người gần giọng đáp, vậy thì hủy bỏ hiệp ước đi. Hủy bỏ hiệp ước. Nghe thấy lời này, xung quanh chợt trở nên yên tĩnh. Hủy bỏ hiệp ước. Mọi người không khỏi nghĩ đến một người. Cổ Thiên Đế. Hiệp ước này là năm đó Cổ Thiên Đế đã ký kết với Thánh Vương Điện, đến nay, vũ trụ thứ nguyên đều luôn tuân thủ hiệp ước, không ra tay ở vũ trụ bình hành. Trước đây từng có người ra tay ở vũ trụ bình hành, nhưng cuối cùng cũng bị Thánh Vương Điện trừng phạt nghiêm khắc. Dần ra, cũng không còn ai dám ra tay ở vũ trụ bình hành nữa. Lúc này, Lan Hưu bên cạnh đột nhiên nói, chuyện như hủy bỏ hiệp ước không được nói linh tinh. Nghe vậy, mọi người nhìn Lan Hưu. Không dám nói gì thêm. Lan Hưu là người trẻ tuổi đứng thứ hai ở vũ trụ thứ nguyên hiện tại, cũng có hy vọng tiến vào Thánh Vương Điện. Lan Hưu nhìn Thánh Vương Điện trước mặt, sau đó cung kính cúi người, các vị, tất cả lỗi lầm đều là của Lan Hưu ta, là ta phụ sự hy vọng của mọi người xin lỗi. Lúc này, một người đàn ông cất lời, Lan Hưu, chuyện này sao có thể trách ngươi được? Đều là do đám người của vũ trụ bình hành quá vô liêm sỉ. Bọn họ đánh hội đồng ngươi, đúng là không biết xấu hổ. Nghe vậy, những người thứ nguyên đang có mặt vội vàng gật đầu, ai nấy cũng đều tỏ vẻ rất tức giận. Lan Hưu dẫn đầu cũng cười khổ. Nếu đánh tay đôi, hắn ta thật sự không sợ bất cứ ai ở vũ trụ bình hành, dù đánh nhau với cường giả thế hệ trước của vũ trụ bình hành, hắn ta cũng không sợ. Nhưng vấn đề là đối phương không đánh tay đôi, mà lại muốn đánh hội đồng. Hai quyền khó đấu lại bốn tay mà. Nghĩ vậy, Lan Hưu cũng không khỏi thấy hơi tức giận. Cô Diệp. Đều do cái người không biết xấu hổ đó. Lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện trước Thánh Vương Điện. Khi cô gái này xuất hiện, xung quanh chợt trở nên yên tĩnh. Cố Triều Tịch. Người đứng đầu vũ trụ thứ nguyên hiện tại. Lan Hưu nhìn Cố Triều Tịch, ánh mắt cũng thoáng lộ vẻ nặng nề. Cuộc đời hắn ta rất ít khâm phục ai, nhưng hắn ta phải khâm phục người trước mặt. Cố Triều Tịch xoay người đi về phía thứ nguyên thần điện, thấy cảnh này, mọi người xung quanh đều tỏ vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng, bọn họ không thể tiến vào thứ nguyên thần điện. Mà lúc này, Cố Triều Tịch đã đi hẳn vào trong. Thấy thế, tất cả người thứ nguyên đang có mặt đều sửng sốt. Chẳng lẽ Cố Triều Tịch đã được Thánh Vương Điện cho phép? Mấy người thứ nguyên đưa mắt nhìn nhau, đều tỏ vẻ khiếp sợ.
Lan Hưu cũng rất kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là tâm trạng phức tạp. Vì đến tận bây giờ hắn ta vẫn chưa nhận được sự cho phép của Thánh Vương Điện. Trong thứ nguyên thần điện này có 9 pho tượng. 9 Thánh Vương. Cố Triều Tịch cung kính hành lễ với 9 pho tượng. Một lúc lâu sau đó, Cố Triều Tịch rời khỏi thứ nguyên thần điện, ở bên ngoài, nàng ta đưa mắt nhìn mọi người, đi đến vũ trụ bình hành. Đi đến vũ trụ bình hành. Nghe thấy lời này, tất cả người thứ nguyên đều hoan hô. Mọi người nhanh chóng biến mất trước cửa đại điện. Cổ Hoang, vũ trụ bình hành. Trận chiến với vũ trụ thứ nguyên đã khiến các thế lực lớn ở vũ trụ bình hành phải khiếp sợ. Mọi người đều không ngờ rằng lần này vũ trụ bình hành lại chiến thắng tuyệt đối. Dù cách giành chiến thắng có hơi, khó nói, nhưng ít ra cũng là chiến thắng hoàn toàn. Đương nhiên 10 thế lực lớn rất vui vẻ. Dù sao không chỉ chiến thắng, mà họ còn kiếm được rất nhiều tinh vực. Đây đúng là thu được cả danh và của. Mà có một điều đáng nói là, ngoài Diệp tộc và Cô tộc, 10 thế lực lớn đều bắt đầu lấy lòng thư viện Quan Huyên của Diệp Huyên. Hơn nữa còn bày tỏ rõ ràng là hoan nghênh Diệp Huyên đến nội vực. Đây có thể nói là một chuyện vô cùng tốt với thư viện Quan Huyên. Có thể nói, bây giờ dù thư viện Quan Huyên không tiến vào nội vực, nhưng những thế lực ở nội vực đều đã chào đón bọn họ. Diệp tộc. Diệp tộc là gia tộc đứng đầu hiện tại, nằm ở đế giới. Đế giới này là một thế giới lớn do Diệp tộc sáng lập ra, đặt tên là Đế. Đương nhiên Diệp tộc cũng có tư cách này. Trong một ngọn núi nào đó, Sở Thiên đang chậm rãi tản bộ cùng một ông lão. Ông lão này chính là Diệp Danh tộc trưởng đương nhiệm của Diệp tộc. Diệp Danh nhìn Sở Thiên, sau đó cười hỏi, người cảm thấy Diệp Huyên kia thế nào? Diệp Huyên. Sở Thiên thoáng sửng sốt, hắn ta không ngờ Diệp Danh lại đột nhiên hỏi thế. Sở Thiên im lặng suy nghĩ một lát rồi nói, thực lực mạnh, da mặt dày. Diệp Danh cười to, mặt dày, đúng là thú vị. Sở Thiên trầm giọng nói, tộc trưởng, vũ trụ thứ nguyên sẽ không bỏ qua đâu, đúng không? Diệp Danh gật đầu, bọn họ chưa từng chịu thiệt thòi lớn đến thế, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Sở Thiên nói với giọng điệu nặng nề, tộc trưởng, vũ trụ thứ nguyên sẽ làm trái hiệp ước ư. Diệp Danh cười đáp, đúng thế. Sở Thiên sửng sốt. Diệp Danh nhẹ giọng nói, nếu Cổ Thiên Đế còn sống, đương nhiên bọn họ sẽ không làm thế, nhưng Cổ Thiên Đế đã chết rồi. Một người chết không thể nào ràng buộc bọn họ cả đời. Cho nên đối với vũ trụ thứ nguyên, làm trái hiệp ước chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sở Thiên im lặng. Diệp Danh lại nói, người biết Diệp Đế của nhà họ Diệp ta không? Sở Thiên gật đầu, biết. Diệp Danh nhìn Sở Thiên, người có biết, năm đó sau khi mang thi thể của Cổ Thiên Đế về thì ông ấy như thế nào không? Sở Thiên lắc đầu. Diệp Danh cười nói, đừng nói là ngươi, ngay cả rất nhiều người trong Diệp tộc ta đều không biết. Dứt lời, lão ta ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nhẹ giọng nói, năm đó, sau khi tiên tổ Diệp Đế cướp về thi thể của Cổ Thiên Đế, ông ấy bắt đầu bị Thánh Vương Điện nhằm vào. Có một hôm, ông ấy vừa tiến vào vũ trụ thứ nguyên đã bị 4 Thánh Vương liên thủ tấn công. Nói đến đây, nụ cười trên mặt lão ta hoàn toàn trở nên lạnh lẽo. Sở Thiên im lặng, thầm thấy rung động, hắn ta không ngờ Diệp Đế còn có câu chuyện thế này. Diệp Danh quay đầu nhìn về phía Sở Thiên, cả đời Diệp tộc ta luôn cố gắng làm hai chuyện, thứ nhất là chinh chiến đến vũ trụ thứ nguyên, thứ hai chính là cướp lại thi thể của tiên tổ Diệp Đế. Sở Thiên trầm giọng nói, thi thể của Diệp Đế ở nơi vinh quang kia ư? Diệp Danh gật đầu, đối với chúng ta, đó là nơi vinh quang, còn với vũ trụ thứ nguyên, đó là nơi ô danh của vũ trụ bình hành chúng ta. Nói đến đây, lão ta nhìn Sở Thiên, nói với ngươi những điều này là muốn cho ngươi biết, những thiên tài yêu nghiệt ở vũ trụ bình hành, dù là Diệp Huyên hay ai khác đều không phải kẻ thù của ngươi, kẻ thù thật sự của ngươi đang ở vũ trụ thứ nguyên, hiểu không? Sở Thiên gật đầu, ta hiểu rồi. Diệp Danh cười nói, nếu ta đoán không lầm, có lẽ mục tiêu của ngươi và nhà họ Diệp ta giống nhau, chinh chiến đến vũ trụ thứ nguyên, giành lại thi thể của sư phụ ngươi, đúng không? Sở Thiên cúi người, phải. Diệp Danh bật cười, sau đó quay đầu nhìn sang một hướng,
cách đó không xa có một người đàn ông áo trắng đi tới. Sở Thiên cười với người đàn ông áo trắng, người đàn ông áo trắng cũng khẽ cười, xem như chào hỏi. Diệp Danh cất lời, Diệp Trần. Sở Thiên trầm giọng hỏi, đây là thiên tài trẻ tuổi đứng đầu Diệp tộc hiện tại sao? Diệp Danh gật đầu. Sở Thiên nhìn Diệp Trần, đánh một trận không? Diệp Trần khẽ cười, được thôi. Hai người lập tức biến mất. Khoảng một khắc sau, hai người lại xuất hiện một lần nữa, mà lúc này, Sở Thiên đã không còn thân thể, còn Diệp Trần lại không hề bị ảnh hưởng gì. Nét mặt Sở Thiên vô cùng nặng nề, hắn ta nhìn chằm chằm Diệp Trần, trong mắt đầy sự khó tin. Diệp Danh cười nói, mức độ yêu nghiệt của hắn đã vượt qua tiên tổ Diệp Đế năm đó rồi, sau này, thành tựu của hắn chắc chắn sẽ vượt qua tiên tổ. Nói xong, lão ta xoay người rời đi. Diệp Trần nhìn Sở Thiên, nhanh chóng chữa thương, những thiên tài yêu nghiệt của vũ trụ thứ nguyên đã đến vũ trụ bình hành rồi, đại chiến sắp diễn ra. Nói xong, y cũng rời đi. Sở Thiên đứng im tại chỗ, không nói một lời. Lúc này, lão hoàng đột nhiên khẽ thở dài, Diệp tộc này, đúng là may mắn. Mỗi đời đều có thiên tài tuyệt thế xuất hiện, Diệp Trần này còn rất lợi hại nữa. Sở Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, hắn ta siết chặt hai tay, ta sẽ không thua kém bọn họ. Lão hoàng nói, đương nhiên, ngươi cần thời gian, còn Diệp Trần này vốn đã là một yêu nghiệt, còn được Diệp tộc dốc toàn lực đào tạo, đương nhiên chiến lực của y không thể yếu được. Bây giờ ngươi chỉ cần thời gian thôi. Thời gian. Sở Thiên hít sâu một hơi. Mục tiêu cả đời hắn ta chính là phong đế, chinh chiến đến vũ trụ thứ nguyên, giành lại thân thể của lão hoang, để trả ơn chi ngộ của đối phương. Cố gắng. Trong mắt Sở Thiên lộ vẻ kiên định, sau đó hắn ta xoay người rời đi. Hôm nay, dưới sự hướng dẫn của Cố Triều Tịch, một đám cường giả của vũ trụ thứ nguyên đi thẳng tới vũ trụ bình hành, mà nơi bọn họ dừng chân lại là nhà họ Cô. Lan Hưu nhìn cô tộc, sau đó bình tĩnh nói, cô tộc, bảo cô Diệp kia ra đây, ta muốn đánh tay đôi với hắn ta. Toàn bộ nhà họ Cô đều ngơ ngác. Cô Diệp, vũ trụ thứ nguyên này điên rồi à? Nhiều người đến tìm cô Diệp như thế. Cô Diệp được nể mặt thế từ bao giờ vậy? Cô tộc, lúc này cô tộc không hề biết chuyện gì đang diễn ra, có nhiều yêu nghiệt của vũ trụ thứ nguyên đến tìm cô Diệp như thế. Đương nhiên bọn họ biết cô Diệp là một người thế nào. Lúc này, tộc trưởng cô Nhiễm của cô tộc hiện lên trước mặt mấy người Lan Hưu. Cô Nhiễm nhìn bọn họ, sau đó nói, các vị, chuyện này có phải có hiểu lầm gì rồi không? Lan Hưu lạnh lùng nói, không hiểu lầm gì cả, bảo cô Diệp ra đây để ta đấu tay đôi với hắn là được. Cô Nhiễm cười khổ, người đang nói đùa à? Nghe vậy, Lan Hưu lập tức nhíu mày, ông thấy ta có giống đang nói đùa không? Cô Nhiễm nói với giọng điệu nặng nề, có lẽ là có hiểu lầm gì đó rồi, Lan Hưu, ngươi. Lan Hưu hơi không vui, bảo hắn ra đây. Cô Nhiễm im lặng, lúc này, Cổ Triều Tịch dẫn đầu đột nhiên lên tiếng, bảo hẳn ra đây. Cô Diệp, cô Nhiễm chần chừ một lát, sau đó xoay người nhìn xuống dưới, cô Diệp, ra đây. Từ sau lần bị mất mặt ở Thánh Thành, cô Diệp đã bị nhốt lại rồi. Bây giờ đột nhiên được thả ra, đương nhiên gã rất vui vẻ, nhưng khi bị đưa tới trước mặt mấy người Lan Hưu, gã lập tức bối rối. Những người này đến tìm gã làm gì? Lan Hưu chỉ cô Diệp, hắn là cô Diệp à? Cô Nhiễm gật đầu, phải. Lan Hưu nổi giận, cô tộc ông đúng là không biết xấu hổ giống hệ cô Diệp kia, còn muốn lừa bọn ta một rõ ràng hắn không phải cô Diệp. Cô Diệp. Cô Nhiễm trầm giọng nói, chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Lan Hưu nổi giận, hiểu lầm cái gì? Ông mau bảo cô Diệp ra đây. Sắc mặt cô Nhiễm cũng trở nên nặng nề, các người đang cố ý gây chuyện đúng không? Thật ra ông ta cũng không sợ những thiên tài của vũ trụ thứ nguyên này, phải biết rằng nơi này là vũ trụ bình hành, có quy định người của vũ trụ thứ nguyên không thể ra tay ở đây. Lan Hưu đang định nói tiếp thì Cố Triều Tịch ở bên cạnh chợt nói, ông ta không lừa chúng ta. Lan Hưu nhìn về phía Cố Triều Tịch, nàng ta nói, vẽ hình nam tử kia ra đi. Lan Hưu gật đầu, hắn ta mở lòng bàn tay, một thứ nguyên chi lực bay ra, hình dáng của Diệp Huyên nhanh chóng xuất hiện. Thấy Diệp Huyên, cô Diệp sửng sốt, sau đó ngạc nhiên nói, Diệp Huyên. Diệp Huyên.
Nghe vậy, Lan Hưu nhíu mày, người nói người này là Diệp Huyên. Cô Diệp gần giọng, đúng vậy, người này là Diệp Huyên của thư viện quan huyên kia, bây giờ hắn đang ở ngoại vực. Ta có thể dẫn các ngươi đi. Câm miệng. Cô Nhiễm lạnh lùng nhìn cô Diệp, cút trở về. Ông ta không muốn động vào những yêu nghiệt của vũ trụ thứ nguyên này, nhưng Diệp Huyên có vô biên chủ làm chỗ dựa, ông ta cũng không muốn động vào. Động vào những sát tinh này làm gì? Cô Nhiễm nhìn mấy người Lan Hưu, sau đó rời đi. Lan Hưu đứng tại chỗ với nét mặt tái xanh, đúng là đồ mặt dày. Không ngờ người này lại dám lừa chúng ta, trời ạ. Trên đời sao lại có một người không biết xấu hổ như thế chứ? Đúng là làm mới tam quan của ta. Mấy người thứ nguyên khác. Cố Triều Tịch đột nhiên nói, đi đến thư viện quan huyên. Dứt lời, nàng ta xoay người rời đi. Bọn họ đều là người của những thế lực lớn và cao cấp ở vũ trụ thứ nguyên, muốn điều tra về thư viện quan huyên của Diệp Huyên đương nhiên là chuyện rất đơn giản. Không lâu sau đó, mấy người họ đã đi đến thư viện quan huyên. Trước một gian đại điện, Tần Quan đi ra, nàng ta ngẩng đầu nhìn lên chân trời, hơi nhíu mày. Sao lại có phiền phức kéo đến nữa rồi? Trên bầu trời quan huyên thành, Lan Hưu nhìn xuống bên dưới, Diệp Huyên. Dưới sự gia trì của thứ nguyên chi lực, giọng nói của hắn ta lập tức tựa như sấm rền, thoáng chốc vang vọng khắp quan huyên thành. Diệp Huyên. Bên dưới, Tần Quan chớp mắt, sau đó nói, tiểu huyên tử lại gây họa rồi. Dứt lời, thân thể nàng ta khẽ rung, di chuyển đến trước mặt mấy người nhóm Lan Hưu. Tần Quan cười khẽ, các vị đến từ vũ trụ thứ nguyên à? Cố Triều Tịch gật đầu, chúng ta tìm Diệp Huyên. Diệp Huyên. Tần Quan cười nói, tìm ta cũng được. Cố Triều Tịch nhìn Tần Quan, cô không phải người tu luyện, cũng không đúng cô. Nói đến đây, nàng ta hơi nhíu mày. Nàng ta phát hiện, cô gái trước mắt rất kỳ lạ, nàng ta tựa như có thể nhìn thấu cô gái này, nhưng lại như không thể nhìn thấu, rất kỳ quái. Tần Quan cười khẽ, đang định đáp lời thì bên dưới đột nhiên vang lên một tiếng kiếm reo, sau đó, Diệp Huyên xuất hiện. Thấy Diệp Huyên, Lan Hưu lập tức xa sầm mặt. Chính là tên chết tiệt này. Lúc nhìn thấy mấy người nhóm Lan Hưu, Diệp Huyên thoáng sửng sốt, sau đó lập tức hiểu ra. Những người này là đến trả thù. Cố Triều Tịch nhìn Diệp Huyên, ngươi là Diệp Huyên kia. Diệp Huyên gật đầu, phải. Cố Triều Tịch bình tĩnh nói, chúng ta giao chiến lại lần nữa. Lan Hưu lập tức nói, ta đánh với hắn. Nhưng Diệp Huyên lại lắc đầu, không đánh. Cố Triều Tịch hơi nhíu mày, sợ à? Diệp Huyên cười đáp, trận tỉ thí giữa vũ trụ bình hành ta và vũ trụ thứ nguyên các ngươi đã kết thúc rồi. Lan Hưu trầm giọng nói, ta muốn khiêu chiến với ngươi một lần nữa. Diệp Huyên bình tĩnh nói, ta không đồng ý. Lan Hưu nổi giận, tại sao ngươi lại không đồng ý? Diệp Huyên nhún vai đáp, cảnh giới của ngươi cao hơn ta nhiều như thế, ngươi khiêu chiến với ta, có cảm thấy công bằng không? Sắc mặt Lan Hưu chợt trở nên hơi khó coi. Lúc này hắn ta mới phát hiện, Diệp Huyên mới chỉ có cảnh giới vô tâm cảnh. Mà cảnh giới của hắn ta đương nhiên đã vượt xa vô tâm cảnh rồi. Diệp Huyên cười nói, ngươi cảm thấy thích hợp không? Lan Hưu im lặng. Diệp Huyên lại nói, thế này đi, các người tìm một người có cảnh giới tương đương ta ở vũ trụ thứ nguyên, chúng ta đấu một trận công bằng. Ngươi thấy có được không? Để ta, lúc này, trong đám yêu nghiệt của vũ trụ thứ nguyên có một người đàn ông thứ nguyên bước ra. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên, ta là Bỉ Ngạn cảnh, cao hơn ngươi một cảnh giới, được chứ? Cao hơn một cảnh giới. Diệp Huyên cười nói, được. Vừa nói xong, kiếm thanh huyên trong người hắn đã biến mất. Người đàn ông thứ nguyên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, đấu một trận công bằng. Diệp Huyên gật đầu, đều không được gọi người. Người đàn ông thứ nguyên siết chặt tay phải, đang muốn ra tay thì Cố Triều Tịch ở bên cạnh chợt nhíu mày, cẩn thận. Vụt. Nàng ta vừa dứt lời, một thanh kiếm đã xuyên thủng qua chân mày người đàn ông đó, một tia máu bắn ra. Tất cả yêu nghiệt của vũ trụ thứ nguyên đều sửng sốt. Mới thế đã thua rồi ư? Cố Triều Tịch dẫn đầu nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không nói một lời. Trảm tương lai. Nhưng chiêu kiếm này rất đặc biệt, dù là nàng ta cũng chỉ cảm nhận được vào khoảnh khắc kiếm xuất hiện.
Sắc mặt mấy người nhóm Lan Hưu ở bên cạnh đều khá khó coi. Vô tâm cảnh đánh bại Bỉ Ngạn cảnh trong nháy mắt. Thật sự quá khó tin. Phải biết rằng thiếu niên Bỉ Ngạn cảnh kia cũng là thiên tài trong thiên tài. Diệp Huyên cười nói, một triệu tinh vương, ta sẽ bỏ qua cho hắn. Một triệu tinh vương. Thiếu niên thứ nguyên bị kiếm thanh huyên của Diệp Huyên trói buộc nổi giận, ngươi. Oanh. Kiếm thanh huyên đột nhiên rung động dữ dội, linh hồn của thiếu niên thứ nguyên đó lập tức trở nên mờ nhạt. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt thiếu niên lập tức thay đổi, hắn ta vội vàng nói, ta đưa. Hắn ta không muốn chết ở nơi này như thế. Tay phải của Diệp Huyên nhẹ nhàng đè xuống, kiếm thanh huyên dừng lại, thiếu niên thứ nguyên nhìn Diệp Huyên, ta không có nhiều như thế. Diệp Huyên chớp mắt, người nghèo thế à? Thiếu niên thứ nguyên vội gật đầu. Diệp Huyên cười khẽ, sau đó nhìn về phía Cố Triều Tịch và Lan Hưu, mượn hai người họ đi. Thiếu niên thứ nguyên hơi do dự, sau đó nhìn về phía Lan Hưu và Cố Triều Tịch, lúc này, Cố Triều Tịch búng tay một cái, một chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi bay về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên nâng tay nhận lấy nhẫn, vào khoảnh khắc nhận lấy nhẫn chứa đồ, sắc mặt hắn thoáng chốc thay đổi. Rắc. Thân thể Diệp Huyên thoáng chốc nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Mà lúc này, một áo giáp vô hình đột nhiên xuất hiện quanh người Diệp Huyên. Giáp Quan Huyên. Đây là Giáp Quan Huyên được Tần Quan thăng cấp. Sau khi áo giáp xuất hiện, lực lượng thần bí đáng sợ trên người Diệp Huyên mới hoàn toàn bị chặn lại. Diệp Huyên nhìn Cố Triều Tịch phía xa, lợi hại. Cố Triều Tịch nhìn Diệp Huyên, luận bàn một chút không? Nhưng Diệp Huyên lại lắc đầu, ta đánh không lại ngươi. Đánh không lại. Nghe thấy lời này, Cố Triều Tịch sửng sốt. Chịu thua một cách dứt khoát thế à? Lúc này, trong người Diệp Huyên đột nhiên bốc phát ra kiếm ý đáng sợ. Trong nháy mắt, kiếm ý của Diệp Huyên lan ra xung quanh tựa như nước lũ, khiến thời không xung quanh trở nên sôi trào. Đánh không lại. Bản thân Diệp Huyên cũng hơi kinh ngạc. Hắn không ngờ tâm cảnh của hắn lại đột phá vào lúc này. Vào khoảnh khắc đối mặt với Cố Triều Tịch, hắn biết rõ là hắn không thể đánh lại. Chịu thua mất mặt lắm sao? Hắn không thấy thế. Hiểu rõ bản thân mới là quan trọng nhất. Mà hắn cũng không ngờ việc mình chịu thua dễ dàng sẽ khiến tâm cảnh của mình đột phá. Tâm cảnh đột phá, kiếm đạo đương nhiên cũng sẽ đột phá. Oanh! Kiếm ý nhân gian của Diệp Huyên thoáng chốc trở nên mạnh hơn một cách nhanh chóng. Cố Triều Tịch nhìn Diệp Huyên trước mắt với nét mặt bình tĩnh, không biết đang nghĩ gì. Trong mắt Tần Quan ở bên cạnh thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến điều gì, nàng ta nhếch môi. Đột phá. Đây đương nhiên là một chuyện rất tốt. Một lúc lâu sau đó, Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt, trong sân tràn đầy kiếm ý nhân gian đáng sợ của hắn. Lực lượng, lúc này, Diệp Huyên cảm nhận được rõ ràng kiếm ý nhân gian đã thay đổi, có thể nói. Thực lực của hắn bây giờ đã có được một sự đột phá to lớn. Lúc này, Cố Triều Tịch hỏi lại, bây giờ được chưa? Diệp Huyên mở mắt ra đang định đáp lời thì Tần Quan chợt nói, ta đánh với cô. Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía Tần Quan. Diệp Huyên cũng nhìn Tần Quan, nàng ta chớp mắt, sao vậy, coi thường ta à? Diệp Huyên hơi do dự, sau đó hỏi, cô định đánh thế nào? Tần Quan chớp mắt, đánh theo kiểu bình thường. Còn có thể đánh thế nào nữa? Diệp Huyên cạn lời. Lúc này, Cố Triều Tịch đột nhiên nhìn về phía Tần Quan, cô chắc chứ? Tần Quan gật đầu, chắc chắn. Cố Triều Tịch cũng gật đầu, vậy thì bắt đầu thôi. Tần Quan cười nói với Diệp Huyên, sau khi đến cổ hoang, vẫn luôn là người biểu diễn. Bây giờ, đến lượt ta biểu diễn rồi. Dứt lời, nàng ta quay đầu nhìn xuống bên dưới, sau đó lớn tiếng nói, tiểu ái. Kéo đại bác của bản cô nương lên đây. Diệp Huyên. Nghe lời này của Tần Quan, sắc mặt Diệp Huyên lập tức tối sầm lại. Tần Quan lại định đánh bom người ta. Nghe thấy lời này của Tần Quan, tiểu ái chợt xuất hiện phía sau Tần Quan ở nơi không xa, nàng ta nhìn Lục Chiêu Tịch phía trước Tần Quan rồi bảo, ở đây ạ. Nghe vậy Tần Quan vội nói, không không, ở đây không được, chúng ta tới nơi khác đi. Nói rồi nàng ta nhìn Lục Chiêu Tịch, tới nơi khác nhé, ngươi thấy sao?
Lục Chiêu Tịch gật đầu, được, tới vũ trụ thứ nguyên đi. Vũ trụ thứ nguyên. Nghe vậy, trong lòng Diệp Huyên lập tức cảnh giác, mà lúc này Tần Quan đã nói luôn, được. Lục Chiêu Tịch khẽ gật đầu rồi quay người biến mất tại chỗ, nhưng nơi nàng ta đứng lúc trước lại xuất hiện một truyền tống trận thứ nguyên. Những thiên tài của vũ trụ thứ nguyên lần lượt đi vào truyền tống trận thứ nguyên. Diệp Huyên bước đến bên cạnh Tần Quan, sợ là có bẫy đấy. Tần Quan cười bảo, đừng sợ. Nói xong nàng ta và Tiểu Ái đi vào truyền tống trận thứ nguyên. Diệp Huyên cũng nhanh chóng đi theo. Đương nhiên hắn không yên tâm để Tần Quan đến vũ trụ thứ nguyên một mình. Truyền tống trận khởi động, một lát sau Diệp Huyên và Tần Quan biến mất khỏi nơi này, khi xuất hiện lần nữa thì cả hai đã đến vũ trụ thứ nguyên. Đây là một vũ trụ tinh không bao la vô tận, thời không vô cùng kỳ lạ. Diệp Huyên nhìn xung quanh, trong lòng thầm cảnh giác. Nếu vũ trụ thứ nguyên dám không màng võ đức thì hắn cũng không màng võ đức làm gì. Xa xa, Lục Chiêu Tịch nhìn Tần Quan, không ngờ ngươi lại thật sự dám tới. Tần Quan cười, sao ta lại không dám tới? Lục Chiêu Tịch nhìn Tần Quan, xuất chiêu đi. Tần Quan lấy súng ra rồi thẳng thừng bóp cò. Đoàng! Một luồng ánh sáng trắng vụt qua với tốc độ cực kỳ đáng sợ. Trong lòng Diệp Huyên chấn động. Tốc độ này thực sự quá nhanh. Ở nơi xa, Lục Chiêu Tịch hơi nheo mắt, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng nàng ta phản ứng cực nhanh, xòe bàn tay phải ra rồi ấn về phía trước. Ầm! Ánh sáng trắng đó bị một chưởng này của nàng ta khống chế dừng lại. Lục Chiêu Tịch nắm tay phải lại. Bùm! Trong phút chốc, ánh sáng trắng ấy vỡ tan rồi hóa thành hư vô. Mà lúc này, phía sau Tần Quan cũng xuất hiện một truyền tống trận màu lam pha lê. Khóe miệng Tần Quan khẽ nhếch lên, bắt đầu rồi. Đoàng! Dứt lời, trong ánh mắt của mọi người, một luồng sáng màu trắng lao ra từ truyền tống trận màu lam pha lê. Ầm! Sau khi luồng sáng trắng này xuất hiện thì thời không nơi đây cũng sôi trào. Luồng sáng trắng khóa chặt mục tiêu là Lục Chiêu Tịch phía xa, giây tiếp theo nó đã tới trước mặt nàng ta. Đồng tử Lục Chiêu Tịch đột nhiên co lại, nàng ta nắm tay phải thành nắm đấm, sau đó đấm về phía trước. Vô số thần lực thứ nguyên đáng sợ tuôn ra như nước tràn bờ đê. Đùng đoàng! Tiếng nổ kinh hoàng vang lên, trong tích tắc, thời không trong bán kính hàng triệu trượng đều hóa thành hư vô. Các cường giả của vũ trụ thứ nguyên đều điên cuồng rút lui. Diệp Huyên không lùi bước, kiếm ý nhân gian của hắn chống lại tất cả những sức mạnh đáng sợ kia. Mà ở đằng xa, Lục Chiêu Tịch đã lùi xa cả vạn trượng, Lục Chiêu Tịch nhìn Tần Quan xa xa, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, thứ vừa nãy của ngươi là gì vậy? Tần Quan khẽ cười, ngươi đoán xem. Dứt lời, truyền tống trận khổng lồ phía sau nàng ta lại rung lên. Dần dần, một ngọn lửa lớn xuất hiện. Bùm! Trong khoảnh khắc, thời không vô tận bắt đầu bị hủy diệt. Hủy diệt! Diệp Huyên cũng cảm nhận được uy lực hủy diệt cực kỳ đáng sợ. Cái quái gì thế này? Trong lòng Diệp Huyên cũng tràn đầy nghi hoặc. Nhìn thấy ngọn lửa kia, hai mắt Lục Chiêu Tịch híp lại, lúc này vẻ mặt nàng ta hết sức nặng nề. Lục Chiêu Tịch đột nhiên tiến lên một bước, chỉ tay về phía trước. Ầm! Lấy ngón tay nàng ta làm trung tâm, một luồng sáng đen đột nhiên lan ra. Mà lúc này, ngọn lửa ấy đã lan tới trước mặt Lục Chiêu Tịch, khi tiếp xúc với ánh sáng đen, hai sức mạnh đáng sợ đột nhiên bộc phát. Bùm! Trong thoáng chốc, nơi đây biến thành một khoảng đen kịt, một bóng người liên tục lùi lại phía sau. Đó là Lục Chiêu Tịch. Nhưng Tần Quan không hề lùi lại dù chỉ nửa bước, không những thế. Nàng ta đứng đó như thể không bị hai sức mạnh đáng sợ kia ảnh hưởng chút nào. Đúng lúc này, trong trận pháp phía sau Tần Quan lại bùng lên một ngọn lửa nữa, sau đó ngọn lửa ấy lại lao thẳng về phía Lục Chiêu Tịch, người đã lui về phía xa. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Huyên lập tức đổ mồ hôi lạnh. Chơi thế này thì ai chịu nổi? Mà Lục Chiêu Tịch ở đằng xa khi nhìn thấy lại có một ngọn lửa khác lao tới, đồng tử nàng ta co rút lại. Đưa tay phải về phía trước rồi nắm lại, sau đó xoay tròn. Ầm! Trong phút chốc, một tấm màn sáng cực lớn xuất hiện trước mặt nàng ta. Phòng ngự! Nàng ta không dám tay không chống lại nữa.
Bởi vì sức mạnh bộc phát ra này thực sự quá đáng sợ, nàng ta hoàn toàn không thể chống lại. Đoàng. Đột nhiên, trước mặt Lục Chiêu Tịch bùng lên một biển lửa, tấm màn sáng trước mặt nàng ta lại vỡ tan, còn nàng ta thì lại bị đẩy lùi ra vạn trượng. Mà lần này khóe miệng nàng ta đã rỉ ra một vệt máu. Lúc này trong trận pháp phía sau Tần Quan lại có một luồng sáng khác bắn ra. Từng luồng sáng nối nhau bắn ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, những cường giả của vũ trụ thứ nguyên đang có mặt đều sững sờ. Đây là cái gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 225.